thần y trở lại, Ngô Bình. Chương 2401 đúng là kế hay. Hanami Sukihime bất ngờ, vũ nữ, cô ấy nhìn Ngô Bình, anh Huyền Bình, nhị hoàng tử là thứ tử của hoàng thất đời trước, cũng rất có địa vị ở Đông Doanh, là một trong những người đứng đầu nhóm võ sĩ. Anh ta cử vũ nữ đến đây, có lẽ là vì muốn kết giao với anh. Ngô Bình không hề hứng thú với nhị hoàng tử gì đó, nói không gặp. Nhiêu, cậu chủ, Vũ nữ còn cầm theo quà. Vừa nghe có quà, Ngô Bình ngẫm nghĩ nói, cho bọn họ vào đi. Ngay sau đó, bốn cô gái lần lượt ôm một hộp quà đi vào, bốn cô gái này ai ai cũng xinh đẹp, vóc dáng quyến rũ, dù so sánh với Hanami Tsukihime thì cũng có chút ưu thế. Ánh mắt Ngô Bình bất giác sáng rực, bốn vũ nữ quỷ xuống đất bái kiến chủ nhân. Ngô Bình nhíu mày, các cô gọi tôi là chủ nhân. Vũ nữ bên trái cười nói, Hoàng tử Điện Hạ đã tặng bốn người chúng tôi cho anh, anh chính là chủ nhân của chúng tôi. Ánh mắt cô ấy vô cùng thu hút, chỉ một ánh mắt đã chạm đến trái tim đàn ông. Ngô Bình lại bình tĩnh nói, không công không nhận thưởng. Vũ nữ này mở hộp quà trước mặt ra, bên trong có một thanh đao thời đường. Ngô Bình từng thấy bức hình thanh đao này là vật lưu giữ trong bảo tàng đông doanh, khắp thiên hạ chỉ có một, là vật vô giá. Vũ nữ thứ hai nói, chủ nhân, điện hạ ngưỡng mộ anh tiêu sái lệnh cho thiếp thân đến hầu hạ cô ấy cũng mở hộp bên trong là một bức tranh hàn giang độc điếu đồ hai hộp còn lại cũng mở ra cũng đều là bảo vật cấp quốc gia lưu lạc ở nước ngoài vũ nữ bên phải nói chủ nhân xin anh thu nhận chúng tôi ngô bình lạnh nhạt nói đồ thì để lại các cô thì quay về đi nói với nhị hoàng tử tôi không hứng thú với các cô bốn mỹ nhân thay đổi nét mặt nước mắt như sắp rơi ngô bình bình tĩnh lạnh nhạt nói tiễn khách sau khi bốn cô gái rời khỏi đó ngô bình cất đồ đạc đi cười nói xem như là vật về với chủ rồi hanami sukihime như có suy nghĩ nói anh huyền bình nhị hoàng tử cử bọn họ đến đây có lẽ là muốn mượn gen ngô bình ngây người mượn gen hanami sukihime gật đầu đàn ông đông doanh có vóc dáng nhỏ bé vì vậy thường cử nữ giới đến viêm long qua lại với đàn ông cao lớn của viêm long sau khi có thai sẽ quay về đông doanh sinh ra đời sau cách đó dùng để cải thiện gen đông doanh ngô bình ý em nói là nhị hoàng tử kia cử bốn cô gái ấy đến là muốn để bọn họ mang thai đời sau của anh hanami sukihime nói chắc hẳn là vậy ngô bình nhíu mày đúng là kế hay hanami sukihime ôm lấy anh cũng may anh huyền bình là chính nhân quân tử nếu không đã mắc bẫy bọn họ rồi Ngô Bình nhìn cô ấy, cười nói, anh có sức lực chi bằng dùng trên người Hanami. Hanami Sukihime nghe anh nói như vậy, cả người mềm nhún, gương mặt ửng hồng. Đêm đó, cô ấy hầu Ngô Bình ngủ, hết sức lấy lòng. Audio điện tử võ tấn bền Chương 2402 tôi có thể trở thành võ quân. Sáng sớm hôm sau, Hanami Sukihime giúp Ngô Bình rửa mặt trải đầu, tinh giã bưng bữa sáng đến. Lần trước Ngô Bình đến, Hanami Sukihime đã tìm thợ may vá tốt nhất của đông doanh may vài bộ quần áo cho Ngô Bình, lúc này vừa đúng lúc anh đã thay đồ. Quần áo mới rất vừa người, Hanami Sukihime dùng huân hương sông nên có mùi thơm nhàn nhạt, nhạt, Lúc dùng bữa, Ngô Bình nói cô gái mà Igemon đưa đến hôm qua không có kết quả, hôm nay nhất định vẫn sẽ hành động. Hanami Sukihime ngẫm nghĩ rồi nói, nếu em là nhị hoàng tử, nhất định sẽ cử Shimizu đến. Ngô Bình hỏi, Shimizu là ai? Hanami Sukihime, đệ nhất mỹ nhân của Đông Doanh, vốn là mỹ nữ do thần đạo giáo cực khổ bồi dưỡng được, chuẩn bị được dâng tặng nhẫn hoàng. Nghe nói năm đó vì để Shimizu xinh đẹp và có được thân hình đẹp nhất, đã dùng cả kỹ thuật gen. Ngô Bình, nhẫn hoàng ở nhẫn giới sao? Anh nhớ, nhẫn giới có nhẫn vương, nhẫn thánh, nhẫn quân, nhẫn tổ nhẫn hoàng nhẫn vương ngang với võ vương nhẫn thánh ngang với võ thần cảnh nhẫn quân là ba cảnh giới đầu điệt tiên nhẫn tổ là tu vi của chân nhân cảnh chân quân cảnh còn nhẫn hoàng thì là cao thủ cấp tiên quân hanami sukihime đúng vậy nhẫn giới có mười mấy vị nhẫn hoàng bọn họ đều nghe theo lệnh của cậu chủ nhẫn đạo ngô bình nói như vậy nhẫn giới sớm đã nhất thống rồi hanami sukihime đúng vậy khác với địa tiên giới, nhẫn giới là do vô nhẫn giới làm chủ. Ngô Bình, vô nhẫn giới này tu vi thế nào? Hanami Sukihime lắc đầu, em cũng không rõ, nhưng nghĩ chắc cũng ít nhất là bán bộ thiên tiên. Ngô Bình, tu sĩ của nhẫn đạo sau này phi thăng lên thượng giới thì đến đâu? Hanami Sukihime, nghe nói có một nhẫn đạo cảnh thiên. Đang nói chuyện thì lạc trường sinh vội vã đến, cười nói cậu chủ, ngô bình gật đầu lão lạc ông tu luyện đến đâu rồi lạc trường sinh cười nói lần trước cậu chủ giúp tôi đả thông linh khiếu hiện tại tôi đã là võ thánh rồi ngô bình hôm qua tôi giúp hanami sukihime hôm nay sẽ giúp ông tăng lên võ quân lạc trường sinh kinh ngạc tôi có thể trở thành võ quân ngô bình gật đầu tư chất ông vốn đã tốt rồi lại là chuyển sinh trở thành võ quân cũng không phải chuyện khó đúng lúc cũng có thể nhờ cơ hội lần này để thần hồn và thân thể này hoàn toàn dung hợp với nhau. Lạc Trường Sinh vui mừng, cảm tạ cậu chủ thành toàn. Lạc Trường Sinh là người bảo vệ của anh, vì vậy đương nhiên Ngô Bình muốn nâng cao tu vi không ngừng. Sau đó, anh yêu cầu Lạc Trường Sinh mở thập đại linh khiếu, cửu đại thần khiếu. Hơn nữa, anh hái một đạo quả từ trên cây xuống, đưa cho Lạc Trường Sinh, khiến việc tu hành của ông ấy ổn định hơn. Đến tối, Lạc Trường Sinh dã thành công thăng cấp lên võ quân, bắt đầu bế quan tu luyện. Gần vào thu, ánh trăng sáng tỏ, một cô gái xinh đẹp xuất hiện trong sân viện, cô ta lẳng lặng đến, tựa như tiên tử dưới ánh trăng, quanh người đều có hào quang. Chương 2403 đêm nay có một trận huyết chiến. Ngô Bình đang ngắm trăng uống rượu, nhìn thấy cô gái đó, bèn hỏi, là ai đến? Cô gái mặc bộ quần áo vải mỏng màu trắng, vẻ ngoài tuyệt trần, dáng người uyển chuyển, cô ta nhẹ nhàng thi lễ với Ngô Bình, Shimizu, bái kiến công tử. Ngô Bình nghe thấy giọng viêm long của cô ta nói rất chuyển, hỏi cô chính là Shimizu. Cô gái nói, vâng, thiếp thân là Shimizu. Ngô Bình, xem ra nhị hoàng tử vẫn chưa từ bỏ, lại cử cô đến rồi. Cô gái hơi cúi đầu, vâng. Ngô Bình tỏ ý cô ta ngồi xuống, Hanami Sukihime đưa cho cô ta một tấm đệm. Ngô Bình liếc nhìn, phát hiện vẻ ngoài của cô gái quả nhiên còn hơn cả Hanami Sukihime, hơn nữa vóc dáng rất uyển chuyển, dù là gương mặt hay vóc dáng thì đều vô cùng hoàn mỹ, không hề có khuyết điểm. Thế nhưng, anh phát hiện trong đầu Shimizu này lại có một bùa chú. Loại bùa này gọi là tâm chú, có thể kiểm soát suy nghĩ hay ý chí của một người. Vì vậy anh vươn tay, trong chớp mắt động tác tay đã thay đổi mấy chục lần, sau đó tâm chú kia đột nhiên bay ra từ giữa chán cô ta, nổ tung trong không trung phá vỡ tâm chủ, thân thể Shimizu bỗng run lên, cô ta kinh sợ nhìn Ngô Bình, sau đó cúi lại thật sâu, Shimizu cảm tạ công ta giải thoát. Thì ra, Shimizu này sau khi đến 13 tuổi thì đã tự có suy nghĩ của mình, nhị hoàng tử nhị hoàng tử vì để kiểm soát cô ta nên đã dùng tâm phù này. Không ngờ Ngô Bình lại là cao thủ, dễ dàng gỡ tâm phù này xuống. Ngô Bình cười nói, cùng uống hai ly đi. Shimizu gật đầu, cảm tạ công tử, Hanami Sukihime trộm nhìn vẻ ngoài động lòng của Shimizu, bất giác cũng thích thú. Một cô gái xinh đẹp đến mức ngay cả con gái cũng thích, thật sự là đẹp tột cùng. Hanami Sukihime cười nói, Shimizu, bây giờ cô đã không còn bị kiểm soát rồi, sau này có muốn đi theo bên cạnh anh Huyền Bình không? Shimizu rất thông minh, biết một khi rời khỏi nơi này thì sẽ bị khống chế, cô ta nói, Shimizu nguyện ý đi theo công tử. Hanami Sukihime nói, đi theo anh Huyền Bình, cô sẽ không hối hận. Khi Ngô Bình phá vỡ tâm phù, trong một cung điện cổ xưa, nhị hoàng tử bỗng phun ra ngụm máu, hắn ta điên cuồng giống gào, dám phá tâm phù của ta. Người đâu, lập tức giết người này. Uống mấy ly rượu, Ngô Bình lấy ra đồng tiền lớn, bói một quẻ, xem quẻ, anh nói, đêm nay có một trận huyết chiến. Hanami Sukihime, xem ra là nhị hoàng tử thẹn quá hóa giận, muốn diệt trừ anh Huyền Bình rồi. Ngô Bình, đến rất đúng lúc. Sukihime, nhị hoàng tử này nắm giữ Igemon sao? Hanami Sukihime, Igemon chỉ là một phần thế lực trong tay anh ta mà thôi, ngoài Igemon, còn nắm giữ cả giới võ sĩ. Cô ta nói cho Ngô Bình, võ sĩ ở Đông Doanh có lịch sử gần nghìn năm, sức chiến đấu hùng mạnh, trang bị đầy đủ, từng là vũ lực cá nhân của từng vị lãnh chủ. Theo sự phát triển của thời đại, võ sĩ cũng phát triển theo, Bây giờ đã trở thành bảo vệ của các tập đoàn lớn và giới quý tộc đông doanh. Có những nhóm võ sĩ lớn mạnh còn được nước đông doanh thuê. Ví dụ như mấy võ sĩ lúc trước Ngô Bình đã giết chết, chính là một nhóm võ sĩ đó. Chương 2404, anh đang tìm tôi. Quỷ võ xá, võ thuật của quỷ võ kết hợp với quỷ đạo, chiêu thức kỳ lạ, khiến người ta không kịp phòng bị. Ngô Bình nghe vậy, cười lạnh nói, cái gì mà quỷ võ, ở trước mặt người có thực lực thật sự vài loại thủ đoạn đó cũng chỉ là giấy mà thôi, một đòn là rách. Anh nói, Tsukihime, Shimizu, hai người lui xuống đi, anh ở lại đón tiếp bọn họ. Hanami Tsukihime biết có ở lại cũng không giúp được gì nhiều, lập tức đưa người rời khỏi nơi này, chỉ có một mình ngô bình ở trong viện uống rượu. Một giờ sau, xung quanh truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ, cùng với tiếng cười nham hiểm. Ngô Bình chỉ vào không trung, gió xuyên qua bức tường, bên ngoài vang lên tiếng kêu thảm thiết, một võ quỷ mất mạng tại chỗ. Giây tiếp theo, anh chuyển động, cả người biến mất trong đêm tối, một mình sát phạt. Lần này, để có thể giết được Ngô Bình, quỷ võ xá cử đi lực lượng mạnh nhất, bao gồm hai quỷ võ cấp bậc chân quân, cùng với vật báu của quỷ võ xã, bốn con rối quỷ võ. Con rối quỷ võ, thực lực có thể so với tiên quân, hơn nữa, không sợ đao kiếm, miễn nhiễm với pháp thuật, bọn chúng hợp lực tấn công, có thể giết độc bán bộ thiên tiên. Thế nhưng, bọn bỏ bọ đã đánh giá thấp Ngô Bình, con rối quỷ võ không bắt được vị trí của Ngô Bình. Ngô Bình che giấu tung tích, xuất quỷ nhập thần, không ngừng sát phạt, khiến nhóm quỷ võ cũng đau đầu không thôi. Nếu Ngô Bình gặp được võ sĩ hùng mạnh thì sẽ lấy nguyên thần của bọn họ luyện thành nhân nguyên đan, tuyệt đối sẽ không lãng phí. Lúc này một quỷ võ đứng ở trên ngọn cây, anh ta căng thẳng nhìn xuống bên dưới tìm kiếm vị trí của Ngô Bình, tay anh ta cầm ngọc phù, dùng nó để điều khiển con rối quỷ võ. Đột nhiên, anh ta cảm thấy bên tai vang lên âm thanh, anh đang tìm tôi. Anh ta kinh sợ, quay người về phía âm thanh, thế nhưng vừa quay qua thì trống không, sau đó một bàn tay siết chặt cổ anh ta. Giang rác, cổ bị bóp nát, anh ta chết ngay tại chỗ, Nguyên Anh bay ra, bị Ngô Bình ném vào trong lò luyện minh thần, luyện thành Nguyên Anh đan và sinh mệnh đan anh cầm lấy ngọc phù kia, lay hoay đùa nghịch, điều khiển được hai con rối quỷ võ, tấn công hai con rối khác. Một quỷ võ cấp chân quan khác nhìn thấy vậy, trong lòng biết không ổn, vội điều khiến con rối muốn rút lui khỏi trận chiến. Ngay lúc này, một bóng đen từ trên trời giáng xuống, một quyền đánh vào đầu anh ta. Sang giác, Đầu anh ta lập tức nứt ra, Ngô Bình đoạt lấy ngọc phù, thuận tiện thu lấy nguyên anh của anh ta. Ngay sau đó, Bốn con rối đều bị anh kiểm soát, quay đầu chém giết về phía những quỷ võ sĩ kia. Ngô Bình vứt lò luyện minh thần dưới đất, mỗi lần giết chết một quỷ võ sĩ thì anh có thể luyện được sinh mệnh đan hoặc là nhân nguyên đan. Có một vài người muốn chạy trốn, anh lại chém giết xuyên không. Chương 2405 sáng ngày mai, đi đến biển xem sao. Cuối cùng, 124 quỷ võ, không một ai sống sót, toàn bộ đều bị Ngô Bình giết chết. Cách sân nhỏ không xa, một nhóm nhẫn tổ kinh ngạc nhìn mọi thứ xảy ra trước mắt, tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngừng. Bọn họ là cao thủ của Igermon, nhìn thấy kết cục của quỷ võ xã, bất giác kinh sợ. Môn chủ, người này quá đáng sợ, chúng ta đi cũng chỉ có chết. Một nhẫn tổ run giọng nói. Môn chủ của Igermon là một người trẻ tuổi, gương mặt anh ta u ám, nói quỷ võ xã bị tiêu diệt, chúng ta chỉ có thể làm trái lệnh thôi vừa nói xong, đột nhiên một người xuất hiện trước mặt bọn họ, cười với anh ta. Môn chủ Igermon này vẫn bình tĩnh, lạnh nhạt nói, các hạ, chúng ta không có ý định thù địch. Ngô Bình liếc nhìn đám người, nói, anh là môn chủ của Igermon. Người đàn ông nói, đúng. Ngô Bình, kể từ bây giờ, Hanami Sukihime là chủ nhân của các anh, anh có thể từ chối, nhưng kết quả của việc từ chối chính là cái chết vẻ mặt người đàn ông thay đổi liên tục cuối cùng anh ta khẽ thở dài nói tôi chấp nhận ngô bình anh tên gì môn chủ igermon nói tiểu nhân hattori ryuzo ngô bình quan sát anh ta tốt lắm trong viện có không ít thi thể các anh dọn dẹp đi vâng nửa giờ sau hanami sukihime quay lại thấy ngô bình đã thu phục igermon vô cùng kinh ngạc hattori ryuzo thấy hanami sukihime chính thức tôn cô ấy làm chủ trong viện người chết quá nhiều mùi máu tanh nồng nặc hanami sukihime đổi chỗ ở cho ngô bình chỗ mới nằm ở lưng chừng núi dưới núi có đồng ruộng trên núi có vườn hoa cảnh sắc không tệ hanami sukihime nói anh huyền bình thực lực hattori ryuzo rất mạnh chỉ sợ anh ta chỉ giả vờ khuất phục ngô bình thản nhiên nói đợi anh ta thấy sự hùng mạnh của anh rồi thì sẽ kính nể anh như thần không dám phản bội Dừng lại một lát, anh nói tiếp, sáng ngày mai, đi đến biển xem sao. Hanami Sukihime, nghe nói đã có người vào lốc xoáy, trước mắt vẫn chưa ra. Ngô Bình, bên trong có gì, phải thăm dò mới biết được. Hanami Sukihime có chút lo lắng, không biết nhị hoàng tử có cử người đến giết nữa không. Ngô Bình, trừ phi anh ta có thể mời được bán bộ thiên tiên, nếu không chắc chắn sẽ không dám đến nữa. Thực ra, anh đã bói một quẻ, trong thời gian ngắn đối phương sẽ không dám có hành động gì. Tối đó, Ngô Bình luyện chế đột ngộ đan. Trước kia, anh đã từng luyện chế đan này, lúc đó được đan nhị phẩm. Mà hiện tại anh đã khác, lần này luyện chế ra được đan dược phương phẩm. chương 2406 các hạ là người viêm long. Ngay sau đó, Nam Cung Nguyệt đã chuyển 700 tiền bảo còn lại, cũng là đặt trong một túi tiền. Luyện chế đan dược xong, Ngô Bình ngồi xuống tu luyện phương pháp hít thở. Sau khi kích hoạt huyết mạch lý thị, Ngô Bình phát hiện phương pháp hít thở của bản thân lại kỳ diệu hơn nhiều, mỗi lần tu luyện thì những xiềng xích kiềm chế huyết mạch sẽ thả lỏng hơn một chút. Lần trước anh ở Tháp Vạn Duy, nhận được lời chúc phúc từ cổ thiên tử, phá vỡ một phần xiềng xích huyết mạch. Nhưng cũng chỉ là một phần, vẫn còn nhiều huyết mạch bị xiềng xích kiềm chế, phải cần bản thân mở ra. Trong lúc tu luyện, Ngô Bình hấp thụ một loại quả, Quả này được ngưng tụ từ linh lực mặt đất mà anh hấp thụ được trên đài sen, tổng cộng có 7 trái. Trước đó, anh đã tặng một miếng cho Lâm Thanh Giao, một miếng cho Lạc Trường Sinh, giờ còn lại 5 miếng. Lúc này, anh tự mình nuốt xuống một quả, lập tức có một luồng sức mạnh thâm hậu tuôn ra. Dựa vào linh lực mặt đất này, anh thuận thế tu luyện công pháp tiên điện thiên võ. Công pháp tiên điện thiên võ không có hạn chế về tu vi, có thể đột phá không ngừng. Mà đêm nay, Cuối cùng anh đã đột phá Lưu Tinh Quyền và Man Vương Công đến cấp 9, cấp 10. Lưu Tinh Quyền và Man Vương Công cấp 10, uy lực rất đáng sợ. Lưu Tinh Quyền của Ngô Bình được sử dụng thì trong chớp mắt đánh ra được 300 quyền, mỗi một quyền đều có sức công phá kinh người, dễ dàng giết chết chân quân. Đồng thời, mấy trăm quyền mà đánh cùng lúc vào một người thì ngay cả tiên quân cũng xong đời. Man Vương Công thì rất kinh khủng, sau khi tu luyện, quanh người sẽ tạo thành những luồng sức mạnh sức mạnh này có thể bộc phát sức công phá gấp mấy lần so với sức lực tự thân nó phối hợp với lưu tinh quyền thì quyền đánh ra càng đáng sợ hơn so với thiên cực kiếm kinh sắc bén thì ngô bình thích lưu tinh quyền không màng lý lẽ kinh khủng này hơn trời vừa sáng anh đã khởi hành đi đến khu vực biển đông doanh đến gần xoáy nước anh thấy xung quanh có không ít thuyền lớn có du thuyền cũng có thuyền đánh cá đều cách lốc xoáy chừng nghìn mét không dám đến quá gần anh lập tức bay đến gần lốc xoáy nhìn lốc xoáy chằm chắm sử dụng đôi mắt nhìn thấu vạn vật anh phát hiện dưới lốc xoáy thật ra có ba lối vào một lối vào khá tối và sâu bên trong đầy tử khí một lối vào mà bên trong có một ngọn lửa vô tận bất kỳ thứ gì đi vào cũng bị thiêu thành cho một lối cuối cùng thì bên trong là thảm thực vật đầy sức sống rừng cây thăm thẳng động cỏ mênh mông núi lớn trùng điệp lúc này đúng lúc có người đi vào lối vào thứ nhất tu vi người này không thấp vừa đi vào đã bị bóng đêm nuốt chừng, giống như hòn đá rơi vào vũng lầy sâu, không một tiếng động. Sau đó là người thứ hai đi vào ngọn lửa kia, người vừa vào, đã bị ngọn lửa thiêu thành cho. Qua vài phút, người thứ ba đi vào lốc xoáy, người này đi vào không gian tươi sáng kia. Anh ta vừa đáp đất thì lập tức chạy điên cuồng về phía xa như thể phát hiện ra gì đó. Ngô Bình tiếp tục quan sát, anh phát hiện ra một nguyên tắc, chính là tu sĩ đi vào lốc xoáy, thứ nhất đi vào không gian u tối, thứ hai tiến vào không gian có lửa, thứ ba mới tiến vào không gian rừng rậm đồng cỏ kia, tiếp đó, người thứ tư lại tiến vào không gian u tối, người thứ năm tiến vào không gian có lửa, cứ như vậy lặp lại tuần hoàn. Anh quan sát hơn một giờ đồng hồ, bỗng một nhẫn tổ xuất hiện, anh ta nhìn Ngô Bình chầm chầm, lạnh lùng nói các hạ là người viêm long. Ngô Bình nói, đúng. Anh ta hừ lạnh một tiếng, đây là địa bàn của Đông Doanh, anh mau chóng rời đi. Chương 2407 hóa ra là ôm cây đợi thỏ. Ngô Bình chớp mắt hỏi, lát nữa tôi sẽ đi, anh muốn xuống dưới sao? Người này nói, đương nhiên. Ngô Bình nhìn người phía trước vừa bước vào không gian u tối, lúc này nếu đi vào vòng xoáy chắc chắn sẽ vào không gian có ngọn lửa, thế là anh nói tôi khuyên anh đừng vào đó, tôi nghĩ bên dưới rất nguy hiểm. Nhẫn Tổ bật cười ha ha, người Viêm Long các anh đều nhát gan thế à. Nói rồi anh ta rơi vào vòng xoáy, quả nhiên vừa đi vào vòng xoáy đã bị đưa vào không gian có ngọn lửa, ngọn lửa đó rất đáng sợ phút chốc đã thiêu rụi anh ta. Ngô Bình nhìn thấy hình như đối phương hét lên cái gì đó trước khi chết, chắc không phải là trời ơi, tôi nên nghe lời anh ta đó chứ. Thấy người đó bị thiêu chết, anh vội bước vào vòng xoáy sau đó thân thể bất lực bị một nguồn sức mạnh bao vây lấy đưa vào không gian rừng cây và thảo nguyên đó vừa đáp xuống đất anh đã cảm nhận được khí thức tiên linh cây cối ở đây rất cao lớn mỗi một cái đều là mấy trăm mét cao mấy hàng mét người ở trên cây nhỏ bé hệt như kiến anh nhìn xung quanh bên trái có một rừng cây bên phải là thảo nguyên vô tận rừng cây có một vầng sáng chiếu trên trời cũng không biết là bảo bối gì thảo nào những người đó vừa đi vào đã đến bên đó, chắc chắn đã nhìn thấy hào quang bảo vật này giống mình, anh lầm bẩm Suy xét một chút, anh cũng bay về phía hào quang bảo vật, thế nhưng anh vừa bay lên không chung thì suýt nữa thì rơi xuống. Ê, trọng lực mạnh quá, nếu không đến cảnh giới chân quân chỉ sợ là muốn bay cũng khó đồng thời anh cũng nhận ra những người đi vào trước đó sở dĩ phải chạy mà không phải bay lên trời là vì vậy. Anh chậm rãi bay đến gần hào quang bảo vật, chỉ thấy một cây nấm cực lớn mọc dưới một cái cây chọc trời. Cây nấm này to bằng một căn nhà, phát ra ánh sáng ba màu. Anh ẩn mình trên cây quan sát, một người đông doanh vừa bước vào dưới nấm, hiếu kỳ nhìn trái nhìn phải. Đúng lúc này một bóng đỏ xuất hiện bên cạnh, sau đó người này biến mất. Ngô Bình giật mình, cẩn thận quan sát. Ở một nơi cách cây nấm hơn 100 mét có một con cóc cực lớn, con cóc này toàn thân màu đen, làn da như được phủ thêm màu sơn hấp thụ ánh sáng, nó nhắm mắt lại thì trông như là một cái hố đen, không nhìn thấy gì cả. Bóng đỏ vừa rồi chính là đầu lưới của nó, hành động nhanh như chớp, phút chốc đã nuốt tu sĩ đông danh đó. Hóa ra là ôm cây đợi thỏ, Ngô Bình thầm nói. Thế là anh lấy một lá bùa ra, vẽ vài đường lên trên rồi thổi nhẹ một cái. Lá bùa này biến thành hình người dưới sự kích hoạt của pháp lực, người bùa đi đến cạnh cây nấm. Anh đã bôi thuốc độc mạnh lên lá bùa nếu con cóc ăn phải lá bùa thì chắc chắn sẽ chết. Người bùa vừa đến đó, bóng đỏ xoẹt qua, chốc lát đã bị con cóc nuốt chừng, nhưng ngay sau đó con cóc bỗng nhảy lên, ré một tiếng kỳ quái. Không quá 10 giây, bốn chân nó khuỵu xuống rồi nằm dạp xuống đất, chết ngắc. chương 2408 còn có loại đá thần này sao? Thật ra nấm này là nấm bình thường nhưng vì được đất thần nuôi dưỡng nên mới to đến thế, còn phát ra hào quang bảo vật. Cũng là đạo lý này, cây đại thụ cách đó không xa cũng được thần sĩ chăm sóc nên vô cùng cao lớn. Sao bảo vật ra đây. Đột nhiên có hai người đông doanh bước đến, ánh mắt hiện lên sát khí nhìn chằm chằm tay Ngô Bình như thể đang tìm xem anh giấu đồ ở đâu. Ngô Bình vỗ tay, bảo bối ở đây, có bản lĩnh thì đến lấy đi. Hai tu sĩ đông doanh một người cầm đao, một người cầm kiếm đánh về phía Ngô Bình. Tu vi của hai người này không yếu, một nhẫn tổ, một nhẫn thánh, cũng xem là cao thủ ở đông doanh nhưng tiếc là thực lực này chẳng là gì so với ngô bình cả. Âm! Uhm. anh đánh ra một đòn, vô số quyền kình đánh chúng hai người này, ngũ tạng hai tu sĩ đông doanh vỡ nát, chết tại chỗ. Anh lấy nguyên thần của nhẫn tổ, ném vào bát vàng luyện thành nhân nguyên đan. Sau đó anh bay lên không trung, mắt nhìn về phía xa nói, nơi này tràn đầy khí thức nguyên thủy, không biết là nơi nào. Lúc này ngoài vòng xoáy, Cuối cùng nhóm người đông doanh đó cũng đã hiểu quy luật, họ nhận ra cứ ba người thì chỉ có thể có một người sống sót. Thế là họ bắt mấy trăm dân thường đông doanh, trước khi vào vòng xoáy sẽ ném hai dân thường vào trước, sau đó lại cho một tu sĩ đi vào. Dùng cách này, rất nhanh đã có một nhóm tu sĩ đông doanh tụ tập ở lối ra vào. Trước đó đã nhặt được một cục đất thần cực lớn, Ngô Bình cảm thấy nơi này là kho tàng nên bèn tiếp tục tìm kiếm, xem gần đó có bảo dược hoặc thần dược không anh phóng hết thần niệm của mình ra sức tìm kiếm, rất nhanh đã phát hiện cách đây hơn 100 dặm có một hồ nước, hồ nước lớn bằng sân đá bóng, cây cỏ hoa lá mọc đầy phía rìa ngoài, có rất nhiều ong bướm bay nhảy giữa những bông hoa. Trong hồ nước có một cái cây rất lớn, rễ của nó rất phát triển, trải khắp cả hồ nước nhưng cái cây này đã chết khô, chỉ còn trơ trọi lại một thân cây khô. Cây cao hơn 300 mét, trước đó chắc hẳn nó rất tươi tốt nên trong phạm vi 300 mét không có thực vật nào quá cao lúc này dây leo hồ lô dày đặc quấn quanh thân cây khô trơ trọi của nó. Đúng thế, đây là một cây hồ lô, dây leo hồ lô màu vàng đất, bề mặt có phủ văn mờ ảo. Nó kết ra hai trái hồ lô, một treo trên đỉnh cây, màu vàng kim, còn một cách mặt nước không xa, là màu bạc. Ngô Bình đi đến cạnh hồ nước, anh vốc một ít nước lên, phát hiện nước có mùi hương thoang thoảng, sau đó lại nhìn cây hồ lô, rễ của nó cắm sâu xuống hồ nước dưới lớp bùn đất dưới hồ nước có một hòn đá thần cực lớn, dài hơn 3 mét, hình dạng như quả trứng, bề mặt ngoài dán đầy bùa bí ẩn. Hửm, còn có loại đá thần này sao? Đất thần sau khi được khai khoáng thì chính là đá thần, nhưng đá thần này rất bất thường, mặt ngoài có ký hiệu tiên đạo, hơn nữa còn rất lớn. Trước đó Ngô Bình cũng từng tìm được đá thần nhưng lớn nhất cũng chỉ bằng nắm tay. chương 2409 đi đi, chém rơi nó. Ngô Bình thầm cười mỉa, hai hồ lô này đã thành tinh, hơn nữa còn muốn hại chết anh. Anh cũng lấy một hồ lô vàng trong ngực ra, mở nút, một mặt người chui ra, mặt người đó nhìn trái nhìn phải để tìm mục tiêu. Ngô Bình chỉ hồ lô vàng kia nói, đi đi, chém rơi nó. Nói rồi anh lấy tiền bùa, mặt người này há miệng ăn 50 cái, sau đó phát ra sát quang. Sát quang đến gần hồ lô vàng, Hồ Lô vàng lập tức cũng bắn ra ánh sáng màu vàng đối kháng sát quang này. Nhưng sát quang mạnh hơn tia sáng vàng, không lâu sau đã khiến ánh sáng đó phân tán, mặt người dễ dàng chém rơi Hồ Lô vàng đó. Hồ Lô tách ra khỏi dây leo, người tí hon màu vàng bên trong lập tức héo rũ, cuối cùng biến mất. Ngô Bình vung tay lên, Hồ Lô màu vàng đó bay đến. Mắt anh sáng rực, không tệ, là nguyên liệu tốt đến luyện chế pháp khí. Bây giờ anh có pháp lực, có thể luyện chế pháp khí của mình, pháp khí của người khác có mạnh đến mấy cũng không thuận tay bằng đồ mình luyện chế, vì pháp khí của mình có thể kết hợp với thần thông pháp thuật của bản thân. Sau đó anh lại đưa cho 50 tiền bùa mặt người để chém rơi cả hồ lô bạc. Thật ra hai hồ lô này là cách để dây leo hồ lô tự bảo vệ mình, không có hồ lô, nó cũng không thể đe dọa được ngô bình. Sau đó anh lặn xuống nước, đào xuống dưới mười mấy mét dọc theo rễ của hồ lô rồi lấy đi đá thần cực lớn đó. Không có đá thần, dây leo hồ lô nhanh chóng khô héo, bùa ở bề mặt cũng dần nhạt đi. Lấy được một hòn đá thần lớn như thế, tâm trạng ngô bình cực kỳ tốt, ngân nga tiếp tục tìm bảo dược. Anh bay trên không trung thì bỗng nghe thấy tiếng chim ưng, sau đó một bóng đen lao đến, anh ngẩng đầu lên nhìn, một con ưng rất lớn, cánh dài đến mấy mươi mét đang bay về phía anh. Không kịp suy nghĩ gì, móng vuốt của con chim ưng đã hung hăng chộp đến, Ngô Bình hừ một tiếng rồi vươn tay túm lấy móng vuốt sắc nhọn của nó, dùng sức bẻ đi, sau đó nghe một tiếng rắc, móng vuốt cứng như sắt bị anh bẻ gãy. Con chim ưng kêu lên, muốn hất Ngô Bình ra nhưng Ngô Bình nắm lấy móng vuốt nó, lật người lại cưỡi lên trên cổ nó, đánh một đòn xuống. Rắc. Đầu chim ưng bị đánh vỡ, nó choáng váng rơi xuống dưới, cuối cùng đập vào mấy cây đại thụ. Mặt đất xuất hiện một cái hố lớn. Đất cát bay tứ tung, Ngô Bình đang lấy dao găm cắt thịt chim ưng, bây giờ anh hơi đói, mà thịt của con chim ưng này lại có chứa tinh khí, chắc là mùi vị không tệ. Anh cắt thành từng miếng nhỏ, xiên thành xiên que rồi bỏ lên lửa nướng. Không lâu sau, thịt đã chín, mùi hương tỏa ra khắp nơi, anh cắn một miếng, cả miệng dính đầy mỡ, thơm nhưng không ngấy, hơn nữa còn rất dai, tuyệt hơn là thịt có chứa tinh nguyên của chim ưng. Ăn rất bổ. Chương 2410 không cần đuổi theo nữa. Nhóm tu sĩ Đông Doanh này cũng đã nhìn thấy Ngô Bình, tên đi đầu nói qua đây xem này. Ngô Bình bị đám người này bao vây, tên thủ lĩnh là một võ sĩ có khí thức khá mạnh, hắn lạnh lùng hỏi, anh không phải là tu sĩ Đông Doanh. Ngô Bình, tôi là tu sĩ Viêm Long. Đám người này đưa mắt nhìn nhau đều lộ ra vẻ mặt không có ý tốt. Ngô Bình chớp mắt, các người chặn tôi làm gì? Võ sĩ đó nói, đây là bảo địa, tu vĩ viêm long không được phép vào. Một nhẫn tổ khác lạnh lùng nói, lúc đầu người viêm long các anh là người mà bọn tôi giết hại, anh cũng thế, bây giờ một là quỳ xuống xin tha, hai là bọn tôi giết anh. Ngô Bình nhìn chúng, ồ, ban đầu các người đang từng giết người ở viêm long, võ sĩ đó bật cười, đương nhiên, tất cả mọi người đều từng đến đó, phụ nữ viêm long các anh cũng rất tuyệt, ha ha ha. Ngô Bình híp mắt nói, "Đám rác rời các người, hôm nay gặp phải báo ứng rồi." Vừa dứt lời, anh bỗng lao đến thật nhanh, mấy tu sĩ đông doanh chặn đường bị anh tông vào khiến xương cốt đều gãy, chết tại chỗ. Những người khác kinh ngạc, võ sĩ đó hét lên, đuổi theo. Ba mươi mấy người đuổi giết Ngô Bình, anh cố ý chạy không nhanh, sau đó đã bị người ta đuổi kịp. Nhưng lúc này anh bỗng xoay người lại, sau đó đấm một cú đánh chết đối phương. Luyện thành Nhân Nguyên đan hoặc Nguyên Anh đan. Cứ như thế vừa chạy rồi lại dừng, 20 người trong số 30 mấy người liên tục bị anh đánh chết, những người còn lại cảm thấy không ổn, sao người lại ngày càng ít thế, chạy đi đâu cả rồi. Đến khi họ thấy không ổn thật thì võ sĩ thủ lĩnh kia nói, không cần đuổi theo nữa. Thế nhưng đã muộn rồi, một cú đấm đánh vào ngực hắn khiến tim hắn đập điên cuồng, chết tại chỗ. Cách đó không xa, ngô bình lạnh lùng nhìn đám người này nói trò chơi kết thúc đám rác rời các người có thể chết rồi những người còn lại hét lên lần lượt lao về phía ngô bình anh bay lên không trung rồi đánh ra mấy mươi đòn tấn công anh dùng lưu tinh quyền và mãn vương công mỗi một cú đấm đều thành công giết được một tu sĩ đông doanh cú đấm cứng như xuất hiện ra bóng dáng rõ ràng của nắm đấm đánh thẳng vào người của đám người này một lúc sau có vài người tu vi cao nguyên thần hoặc nguyên anh bỏ chạy, Ngô Bình lập tức bắt chúng lại, sau đó luyện thành đan dược. Anh không thực sự hận người đông doanh bình thường nhưng cũng không phải là thích, nhưng với những người từng tham gia xâm lược viêm long, giết hại người dân đông doanh vô tội, chỉ cần có cơ hội, anh sẽ không bỏ qua cho đối phương. Tiêu diệt xong đám người đông doanh này, Ngô Bình tiếp tục đi vào trong tìm linh dược. Trường 2411 hổ con đang chờ gạo chúc sao. Vừa nhìn vào trong, tóc gáy anh dựng đứng. Chỉ thấy rừng trúc tím này ẩn chứa nam sinh linh cực kỳ mạnh, anh có thể đoán chắc nếu mình tự ý bước vào sẽ bị nam sinh linh này dễ dàng giết chết. Anh vội thu lại khí tức, đồng thời đứng cách xa rừng trúc tím. Đến một nơi yên tĩnh rồi đáp xuống đất, tim đập khá nhanh, lẩm bẩm mấy thứ này chắc chắn là cường giả cấp thiên tiên, Long Thanh Khâm chưa chắc đã là đối thủ của chúng. Ngô Bình không dám đến gần, chỉ đành đứng xa quan sát. Nam sinh linh này nằm ở phía đông rừng trúc là một con bọ ngựa cực lớn, bọ ngựa thuộc loài côn trùng, theo lý sẽ không quá lớn nhưng con bọ ngựa này dài đến hơn 100 mét, trên càng là hai thanh đao lớn đầy phù văn, trông có vẻ là một cao thủ dùng dao. Phía tây rừng trúc có một con rết, con rết này dài 200 mét, toàn thân đen tuyền, sắc ngoài cực kỳ cứng, hơn nữa miệng nó còn có túi độc nhưng là khói độc, ngộ nhỡ chọc giận nó, thiên tiên cũng tiêu đời phía nam rừng trúc có một con vượn trắng nằm dưới đất, thân dài 100 mét. Mỗi lần nó hít thở, trong rừng trúc đều nổi lên trận cuồng phong, thân hình rắn chắc, sức mạnh vô tận, đôi mắt phát ra ánh sáng màu vàng. Phía bắc là một con lợn rừng. Người xưa đi săn có câu một lợn, hai gấu, ba hổ, khi gặp phải lợn rừng thì thường sẽ nguy hiểm hơn là gặp phải gấu, hổ. Cả người con lợn rừng này phủ một lớp lông màu xanh giống như kim thép, dài 100 mét, trên vai nhô lên đỉnh xương, xung quanh đuôi có một vòng xương sắc nhọn, răng nanh của nó dài hơn 10 mét, hơi thở của nó hung hãn hơn con vượn trắng đó. Nhưng mạnh nhất vẫn là một con linh sinh ở giữa rừng trúc, đây là con hổ trắng tuổi không lớn, toàn thân có hoa văn tròn vàng sẫm mờ nhạt, nó dài mười mấy mét, trông dáng vẻ vẫn chưa thành niên. Dù vậy, bốn sinh linh hung dữ khác trừ hổ con vẫn không dám lại gần mà chỉ quanh quẩn phía ngoài khu rừng trúc. Con hổ nhỏ kia cứ nhìn chằm chằm vào một cây trúc khổng lồ dựng thẳng đứng lên trời, đường kính rộng hơn 300 mét, cao tầm mấy chục ngàn mét. Nó không những là cái cây cao nhất trong rừng trúc tím, còn là che vua. Bề mặt của cây trúc phủ đầy những phù văn ma thuật, lấp lóe ánh sáng. Ngô Bình tìm một góc độ, phát hiện nơi hổ con nhìn chằm chằm là một nhánh trúc đang nở hoa vàng nhạt. Trúc chỉ nở hoa một lần một năm, khi đơm hoa kết trái thì được gọi là gạo trúc. Truyền thuyết kể rằng gạo trúc là thức ăn của phượng hoàng nhưng thực tế thì nó còn được dùng làm thuốc. Hổ con đang chờ gạo trúc sao? Hổ con có vẻ đã đợi ở đây từ lâu, nó có chút sốt ruột, chạy vòng quanh cây trúc lớn, quay vài vòng thì phát ra một tiếng gầm nhẹ phát ra cơn gió làm rung chuyển cả rừng trúc. Bốn sinh linh xung quanh đều giật mình không dám động đậy hay thở mạnh. Lại xoay vài vòng, hổ con bồn chồn không yên dưới chân đột nhiên hiện lên một tia sáng máu vàng rồi thân thể không ngừng bay lên ngô bình liếc nhìn cây trúc khổng lồ sau đó nhìn con hổ trắng nhỏ quyết định bí mật đi theo nó anh muốn xem hổ con sẽ làm gì tiếp theo sau khi hổ con bay xa hàng ngàn giặc nó đáp xuống một ngọn núi phủ kín đất đá ngô bình không dám tới gần cố gắng giữ khoảng cách trăm dặm với hổ con đợi sau khi nó biến mất trong rừng đá mới chậm rãi tới gần một động thiên khổng lồ cao gần nghìn mét gần vách đá trong thung lũng giữa ngọn núi, dần dần hiện ra. chương 2412 có thể chữa được. Lúc này, tiếng gầm thê lương của đàn hổ con từ trong hang vọng ra, hòa cùng tiếng hổ gầm yếu ớt rên rỉ của một con hổ khác. Sau khi Ngô Bình mở ra con mắt nhìn thấu vạn vật, ngay lập tức thấy một con hổ khổng lồ với thân dài hàng trăm mét đang nằm trên mặt đất, bộ lông của nó đã phai màu nhiều, đôi mắt đục ngầu và cơ thể yếu ớt. Anh vừa nhìn là biết con hổ lớn này đã trúng loại độc kỳ lạ nào đó mà gạo trúc có thể giải độc. Nhưng phải chờ một thời gian nữa thì hoa trúc mới chín, hổ con không đợi được nên về trước xem mẹ nó thế nào. Hiển nhiên, con hổ lớn này không còn sống được lâu, nhiều nhất là 2-3 ngày nữa sẽ chết. Trong lòng Ngô Bình nặng chiếu, âm thầm thương tiếc cho sinh vật dù rất mạnh mẽ nhưng vẫn không thể nắm giữ được tính mạng của bản thân kia. Hổ con rên rỉ một tiếng. Sau đó đột nhiên lao ra khỏi hang, bay về phía rừng trúc tím, xem ra nó vẫn ôm hy vọng vào gạo trúc. Khi hổ con biến mất, Ngô Bình tự nhủ, mình có thể loại bỏ chất độc trong người cho con hổ này, nhưng đấy có phải là ý kiến hay không? Hổ là loài hung dữ, lỡ đâu cứu vật mà vật trả hoán, lúc ấy biết kêu ai? Đột nhiên, một con khỉ lông vàng cao khoảng nửa mét, phóng như bay đến chỗ Ngô Bình. Đại vương của chúng tôi rất hoan nghênh con khỉ nói tiếng người bằng một ngôn ngữ cổ mà ngô bình không hiểu được nhưng thần hồn của anh rất mạnh mẽ nên có thể nắm được ý tứ đại khái câu nói anh chớp mắt ra hiệu và hỏi đại vương của các ngươi bất ngờ là con khỉ này thực sự hiểu được lời anh nói gật mạnh đầu và sau đó chỉ vào cửa động khổng lồ ngô bình sửng sốt đại vương của các ngươi là con hổ to lớn kia con khỉ lại gật đầu anh vội vàng xua tay không ta sẽ không đi khỉ lo lắng vào đầu nói, đại vương nói đại vương cảm giác được ở đây có nhân vương, có lẽ sẽ giúp được đại vương. Tim của Ngô Bình đập thình thịch, đại vương của các ngươi biết ta là nhân vương. Con khỉ gật đầu. Ngô Bình suy nghĩ một chút rồi nói, được rồi, ta nhận lời. Anh đi theo con khỉ vào trong hang, hang rất lớn, rộng tầm trăm mét, cao hơn nghìn mét, đi vào trong vài dặm mới tới chỗ con hổ kia. Con hổ lớn vốn đã rất yếu, vừa nhìn thấy ngô bình nó đã mở bừng mắt trong đầu ngô bình chợt vang lên giọng nói phụ nữ ta rất yếu nên không thể đứng dậy hành lễ xin hãy thứ lỗi cho ta ngô bình trả lời xin đừng quá khách khí vừa rồi ta chỉ là tò mò nên mới đi theo con trai của ngươi tới đây xin thứ lỗi cho sự lỗ mãng của ta đại vương hổ khẽ thở dài đứa nhỏ này biết là không có hy vọng mà vẫn không chịu từ bỏ ngô bình con khỉ đã truyền lời cho ta người tới tìm ta có chuyện gì sao? Hổ nói, nhân vương, ta nghe nói nhân loại tinh thông y dược, nhưng không biết người có thể chữa khỏi độc của ta hay không? Ngô Bình gật đầu, có thể chữa được. chương 2413 ta tới từ ngoài động thiên. Đại vương hổ mừng rỡ, khẽ nâng thân lên, cầu ngươi cứu ta một mảng, ta sẽ hậu tả Ngô Bình do dự, hồi lâu không đáp. Hổ nói, nhân vương xin hãy yên tâm, ta từ nhỏ đã được nhân loại nuôi lớn nên vẫn luôn tạo quan hệ tốt đẹp với con người. Tim của Ngô Bình lại đập mạnh liên hồi, ý của ngươi là, nơi này có người. Hổ nói, đương nhiên là có. Cách đây 30.000 dặm có một bộ tộc. Ngô Bình hỏi tiếp, thế đây là nơi đâu? Đại vương Hổ nói tiếp, thật lâu trước đây, nơi này vốn là một phần của hồng hoang, sau đó bị một vị đại năng rời đến động phủ của mình, ngô bình đây là một phần của hồng hoang sao đại vương hổ đáp phải khi ấy vị đại năng đó di rời toàn bộ sinh vật nguyên thủy bao gồm cả tổ tiên của ta ngô bình động thiên này rộng tới mức nào vậy đại vương hổ đáp nó rộng vô biên nhiều nơi trong đây vẫn chưa được khám phá ngô bình sửng sốt ngay cả con hổ to lớn thế kia mà cũng không thăm dò hết thì cái động này phải rộng cỡ nào đại vương hổ nói nhân vương người đến từ đâu? Ngô Bình, ta tới từ ngoài động thiên. Hổ gật đầu, đúng vậy, vị đại năng kia đã tính toán trước là động thiên sẽ mở ra vào mấy năm sau, tính tới bây giờ thì đúng là thời điểm chín mùi rồi. Ngô Bình thấy con hổ có tính người, lại dễ nói chuyện nên hỏi nó, làm sao mà người bị trúng độc nặng thế? Hổ nói, hướng về phía đông hơn trăm nghìn dặm có một con bò cạp vua, không hiểu sao mà nó lại dám bén mảng tới địa bàn của ta nên ta đã truy sát nó, lúc đó bất cần bị nó đâm trúng một cú lúc nó gần chết. Không ngờ độc tính lại mạnh như vậy, làm mọi cách cũng không thể áp chế được. Ngô Bình gật đầu, nó biết mình sẽ chết nên lúc sắp chết nó đã tiêm toàn bộ tinh hoa trong cơ thể vào chất độc, muốn kéo ngươi chết theo. Dừng một chút, anh nói, ngươi còn giữ xác con bò cạp không? Hổ nói, còn giữ. Nó ra lệnh cho khỉ dẫn đường, tìm thấy xác của con bọ cạp trong thung lũng. Ngô Bình rất mừng rỡ khi nhìn thấy con bọ cạp lớn này. Con bọ cạp này này to hơn nhiều so với những con mà anh đã thấy trước đây, cái đuôi dài tới hàng trăm mét. Anh cẩn thận cắt mở đuôi bọ cạp, lấy túi độc ra. Vạn vật trong tự nhiên đều có tương sinh tương khắc nên chất giải độc chắc hẳn nằm trong cơ thể con bọ cạp và nơi nó sinh sống. Sau khi cắt bỏ túi độc, Ngô Bình nói với con hổ, ta vẫn phải đến lãnh thổ của bỏ cạp để xem có tìm được dược liệu nào thích hợp không. chương 2414 cảm ơn ân nhân đã cứu giúp. Ngô Bình thấy nó đáng thương mới nói, người đừng lo, ta sẽ chữa hết cho mẹ ngươi, dẫn ta tới địa bàn của con bò cạp vua đó đi, ta muốn tìm chút thảo dược. Hổ con tức khắc trở nên tỉnh táo, ra hiệu cho Ngô Bình ngồi lên lưng nó. Ngô Bình cũng chẳng khách sáo, anh ngồi trên lưng hổ con, bấu chặt vào da lông tức thì, bốn chân hổ lóe lên tia sáng vàng, bay lên trên không. Tốc độ phi hành của hổ con còn nhanh hơn cả ngô bình. Lộ trình 10.000 dặm mà mất thời gian chưa tới nửa tiếng. Cuối cùng, họ đáp xuống một sa mạc bát ngát, cách đó không xa là một ốc đảo lớn, đúng là sao huyệt của bọ cạp. Tới ốc đảo, Ngô Bình phát hiện một nguồn nước khổng lồ dưới lòng đất, nước trào lên bề mặt tạo thành một hồ rộng mấy nghìn mẫu cuối nguồn chia thành ba nhánh sông chảy về phương xa, bên bờ sông và bờ hồ thì có cỏ cây tươi tốt um tùm. Ngô Bình tìm kiếm bên bờ, quả nhiên anh phát hiện một loại dược liệu mùi kỳ lạ có màu đỏ kèm lấm tấm chấm bi. Dược liệu này đúng là thứ có thể khắc chế độc bọ cạp. Anh hái chút thuốc rồi quay sang hỏi hổ con, bọ cạp quanh năm canh giữ ở đây chắc chắn đang trông coi thứ gì đó nhỉ. Hổ con nghe thế thì bắt đầu ngửi, nó bước nhanh tới trước một cây ăn quả, cây cao chừng nửa thước, phân thành bốn, năm nhánh, cong cong vẹo vẹo. Bên trên còn có một đóa hoa màu lam, hoa này chỉ lớn bằng lòng bàn tay, không có lá, mà quanh đó, trong phạm vi 10 mét cũng không còn thực vật nào. Dưới bông hoa kết ra bốn quả, đằng sau nó còn có thêm một quả thứ năm. Trái cây màu vàng lam, lớn cỡ bốn ngón trụng lại. Thấy trái này, ngô bình chấn động, gần từng tiếng, quả thần thái nhất anh nhìn xuống dưới đất mới phát hiện hoa li ti bên dưới che phủ một bộ rễ khổng lồ, kéo dài mấy nghìn mét. Mà trong lòng đất mấy nghìn mét cũng có một khối đá thần lớn cỡ cai thất. Khối đá thần này lại là cấp bậc cực phẩm đá thần thái nhất, nó còn quý giá hơn khối đá mà anh phát hiện bên dưới dây leo hồ lô nữa. Ngô Bình cẩn thận đào đá thần rồi lại đào ra rễ cây cùng với bùn đất quanh đó, bỏ hết vào nhẫn chứa đồ. Hồ con thấy Ngô Bình đào gì đó thì nó cũng vui vẻ, ở cạnh tí ta tí tởn thật ra nó cũng chỉ mới mấy tháng tuổi, đang tuổi ham chơi, tính cách ngây thơ. Ngô Bình sờ đầu nó, hổ con, ta hái xong thuốc rồi, về chị độc cho mẹ ngươi thôi. Hổ con không đợi được, lập tức chở Ngô Bình về lại khen núi. Về tới nơi, Ngô Bình lấy tiền đỉnh thuần nhất ra chế thuốc, dùng túi độc và thảo dược vừa tìm được làm thành phần chính, luyện chế ra một loại nước thuốc. Sau đó anh lấy ra một cái tô, rót nước thuốc vào trong miệng hổ mẹ, 10 phút rót một nồi. 10 nồi thuốc vào bụng, hổ lớn bất chợt xảy ra tình trạng trên nôn dưới tiêu chảy, Ngô Bình vội mang theo hổ con ra ngoài, anh cười nói, xả ra hết là không sao. Hổ con vui vẻ kêu tới kêu lui rồi nằm cạnh Ngô Bình chờ kết quả. Hơn 3 tiếng sau, một con hổ khổng lồ từ từ đi ra khỏi sơn động. Nó cao mấy trăm mét, thân dài hơn trăm, quanh người tỏa ra khí thế kinh động trời đất. Hổ lớn quỳ một chân, Tạ ơn Ngô Bình, cảm ơn ân nhân đã cứu giúp. chương 2415 từ bé ngươi đã hô hấp thế này rồi sao? Ngô Bình sao có thể chịu trận, anh dùng pháp lực ngưng tụ nước thành một bàn tay to trăm mét rồi đập mạnh xuống mặt hồ. Âm, một cơn sóng lớn vỗ vào mặt hồ con, móng vuốt nó hiển nhiên không thể sánh bằng bàn tay to lớn của Ngô Bình nên chỉ có thể kêu ngao ngao, vừa kêu vừa trốn. Chơi một hồi, Ngô Bình mới phát hiện tuy hổ con còn nhỏ nhưng sức mạnh và thể chất đều vượt xa mình. Anh nghĩ tới một loại mãnh thú thượng cổ tên Kim Vân Bạch Hổ, đó là chủng tộc đáng sợ có thể đánh nhau với cả long tộc, một chủng tộc có con đường tiến hóa đặc biệt. Ngô Bình đang chơi với hổ con, anh cũng phát hiện ra một lý luận huyền ảo trong lúc hổ hít thở. Hắn hỏi hổ con, "Từ bé ngươi đã hô hấp thế này rồi sao?" Lúc này, hổ mẹ lên tiếng, "Nhân vương đây là bí pháp tu hành không thể truyền ra ngoài của chủng tộc Bạch Hổ, nhưng nhân vương có ơn cứu mạng đối với ta, ta cũng bằng lòng truyền thụ." Ngô Bình mừng rỡ, "Cảm ơn." Hổ mẹ này truyền thụ cho anh phương pháp hít thở của Kim Vân Bạch Hổ. Ngô Bình học hết 3 ngày mới xong, lập tức thử nghiệm ngay tại chỗ. Anh dựa theo phương pháp hổ mẹ truyền dạy bắt đầu hít vào thở ra, lúc ấy, trong trời đất như có một cỗ năng lượng cực bá đạo cộng hưởng với linh khiếu và thần khiếu của anh nhân loại là chủng tộc đứng đầu vạn linh trí tuệ bất phàm từ xưa đã giỏi trong việc học hỏi các loài khác ngô bình hiện tại là đang tiến hành sửa chữa và bổ sung khi năng lượng kia tiến vào cơ thể anh có chút khó chịu nhưng vẫn cố gắng kiên trì không ngừng thử nghiệm sau vài chục lần ngô bình căn cứ vào đặc điểm cơ thể người kết hợp với phương pháp hít thở tuyệt diệu kia dùng thừa bù thiếu tạo ra một phương pháp hít thở mới Loại phương pháp mới này tốn của anh hơn nửa tháng, đợi khi phương pháp vừa ra đời, anh lập tức thử hiệu quả của nó. Trong lúc anh hít thở, cơ thể và kiếm hồn đều xảy ra thay đổi, tuy là thay đổi rất nhỏ nhưng chúng đang thật sự trở nên mạnh mẽ hơn. Phương pháp hít thở này mang tính giai đoạn, rất thích hợp cho thể chất nhân vương hiện tại của anh. Sau này anh sẽ gọi phương pháp này là phương pháp hít thở nhân vương. Khi phương pháp hít thở nhân vương đã định hình, Ngô Bình tìm hổ mẹ, dì hổ, bé hổ, ta đã ở đây khá lâu, giờ phải trở về, khi nào rảnh ta lại tới thăm mọi người. Trong khoảng thời gian này, anh và hổ mẹ, hổ con trở nên thân thiết hơn nhiều, thế nên cách xưng hô mới thay đổi thành dì hổ, bé hổ. Dì hổ nói, nhân vương, nơi này có không ít linh dược, người chọn thêm rồi hãng về. chương 2416 xin chủ nhân hãy cẩn thận. Anh tiến vào một hang núi, trời đất lập tức xoay chuyển, dây sau anh đã đứng trên một hải đảo. Ngô Bình xem điện thoại thì phát hiện nơi này chỉ cách đông doanh có hơn 200 cây thôi. Lại nói về việc sau khi Ngô Bình rời đi, hổ mẹ lập tức dùng thần lực phong ấn lối vào, xoáy nước cũng biến mất, nước biển không còn bị hút vào nữa. Đến khi nào Ngô Bình quay lại thì con đường này mới mở ra lần nữa. Ngô Bình quay lại chỗ ở của Hanami Sukihime, anh lại thấy một đống hoang tàn và phế tích. Ngô Bình chấn động, đúng là lo gì thì nó sẽ tới, anh sợ bên này xảy ra chuyện mới vội quay về mà cuối cùng vẫn không tránh được bất chắc. Lúc này, một bóng người chạy tới từ xa, là Mio. Mio bị trọng thương, khóc không thành tiếng, cậu chủ, chiều hôm trước, cô chủ và ông chủ, Shimizu, Hoshi đều bị nhẫn hoàng của nhẫn giới bắt đi rồi. Ngô Bình hỏi, người thì có bị gì không? Mio đáp, ông chủ bị thương nặng, cô chủ cũng có thương tích, ngô bình nói tôi biết rồi nghi yêu cô tìm một chỗ để tôi trị thương cho sau đó chúng ta tới nhẫn giới ngô bình vẫn điềm tĩnh mặt ngoài nhưng trong lòng đã dâng lên sát khí nghi yêu có một căn cứ bí mật cô ấy dẫn ngô bình tới đó nơi này nằm ở một khu dân cứ nên hai người vừa đến nơi đã có nhiều ninja và võ sĩ xuất hiện rồi bao vây họ nghi yêu biến sắc mặt nói chủ nhân hỏng rồi chúng ta đã bị bao vây Ngô Bình, tôi lường trước rồi. Tu vi của cô không cao mà lại không bị bắt, đó là vì họ muốn lợi dụng cô để dụ tôi ra mặt. Nhiêu cúi đầu nói, Nhiêu quá ngu dốt nên đã mắc bẫy của họ. Ngô Bình, bẫy gì, tôi cũng đang muốn gặp họ đây. Một võ sĩ to béo bước ra, người này cao hơn 2 mét, người to như một ngọn núi, có lẽ từng là một vận động viên thể thao. Võ sĩ to béo nhìn Ngô Bình rồi trầm giọng hỏi, "Cậu Ngô, nhẫn hoàng của chúng tôi muốn gặp cậu." "Ngô Bình, là các người bắt nhóm Lạc Trường Sinh à?" "Võ sĩ to béo, chúng tôi mời họ tới nhẫn giới, nếu cậu Ngô muốn gặp họ thì hãy đi theo tôi." "Ngô Bình, theo tôi biết, nhẫn hoàng ở nhẫn giới không chỉ có một người, vậy ai muốn gặp tôi?" "Võ sĩ to béo, nhẫn hoàng bên y." "Ngô Bình, được, tôi sẽ đi, nhưng người của tôi bị thương rồi." tôi phải chữa trị cho cô ấy trước võ sĩ to béo mỉm cười nói được thôi ngô bình và mio về phòng anh trị thương cho cô ấy xong rồi nói cô hãy tìm một nơi an toàn để dưỡng thương rồi chờ chúng tôi về mio gật đầu nói xin chủ nhân hãy cẩn thận một tiếng sau ngô bình đã ngồi lên một chiếc xe với võ sĩ to béo rồi rời đi nửa tiếng sau chiếc xe đi tới một thần xã thần xã này rất lớn kiến trúc bên trong cũng đã lâu đời chương 2417 đừng giả vờ nữa, tôi biết cô là phụ nữ rồi. Ngô Bình đi vào một cung điện, ở đây có vài cái bàn, sau đó họ đi xuyên qua một cánh cửa lớn. Sau đó, Ngô Bình đã tiến vào nhẫn giới một thế giới mới lạ. Sau khi vào đây, anh thấy khí tức ở nơi này khác hẳn ở địa tiên giới, nói chung là kém hơn. Bọn họ xuất hiện ở một ngọn núi, có một tốp người đứng ở đây, họ nói đây là Ngô Bình ư mời đi theo chúng tôi. Người lên tiếng đi trước dẫn đường, người ở hai bên tập trung lại một chỗ rồi cũng tiến bước. Ngô Bình lặng lẽ đi theo mà không nói gì. Không lâu sau, họ đã đi vào một khe núi, nơi đây là một bình nguyên rộng lớn, bên trong có rất nhiều các tòa nhà đồ sộ. Bọn họ đi tới trước một căn nhà gỗ 5 tầng, Ngô Bình được yêu cầu chờ ở tầng 3, còn những người khác thì lui ra ngoài. Ngô Bình ngồi xuống rồi nhắm mắt dưỡng thần. 10 phút sau, cửa mở ra, một bà lão tóc bạc trắng đi vào, bà ta mặc đồ ngũ sắc, tay còn chống gậy. Lưng bà lão hơi gù, khi nói chuyện phải cố lắm mới ngẩng mặt lên được, cậu ngô, nhẫn hoàng nhà tôi có lời mời. Ngô Bình nói, bảo ông ta đến gặp tôi. Bà lão ngẩn ra, sau đó bật cười nói, giờ cậu như thú trong lòng rồi mà vẫn ngông vậy sao? Ngô Bình, bà đi nói với Benny, nếu 10 phút nữa không đến gặp tôi, tôi sẽ san bằng nơi này. Dứt lời, anh vùng tay lên, bùa tam hoàng chấn áp thần bay lên, sau đó hóa thành một màn sáng lớn, chấn áp toàn bộ nơi này. Bà lão sợ hãi rồi quỳ xuống đất nói, đây là bùa gì vậy? Ngô Bình, đi đi, truyền đạt đúng ý tôi. Bà lão không dám nhiều lời mà đi bẩm báo ngay. Cùng lúc đó, Ngô Bình lấy hoàn trận mà lần trước đã đối phó với Vũ Thiên Đô ra rồi bày ở khe núi này. Ngay sau đó, cả khe núi đã bị hơi khó che phủ khí tức của bùa tam hoàng trấn áp thần rất mạnh, người ở đây là bị khống chế hết, đến tư duy cũng bị đình trệ. Ngô Bình chờ khoảng 10 phút thì có một người đeo mặt nạ, eo dắt trường đao đi vào. Người này có dáng người không cao, mặc áo bảo màu bạc, khí chất rất phi phàm. Người đó vừa vào đã nói, cậu giỏi đấy. Thần bùa trên đỉnh đầu chắc chắn là bảo bối chân phái của thế lực nào đó. Ngô Bình nhìn chằm chằm vào người đó, xuyên qua lớp mặt nạ, anh nhìn thấy gương mặt của một cô gái, anh sững người nói, cô là Benny. Cô gái nói, đúng, nhưng giọng nói phát ra lại là của đàn ông. Ngô Bình cười lạnh, đừng giả vờ nữa, tôi biết cô là phụ nữ rồi. Chương 2418 chủ nhân định giúp cô ta thật à? Ngô Bình, cô muốn tôi chữa cho cô à? Benny gật đầu, đúng, tôi nghe Hanami Tsukihime nói anh có y thuật cao siêu nên hy vọng anh có thể giúp tôi. Ngô Bình cười lạnh, cô bắt cóc người của tôi để ép tôi giúp cô à?" Beni nói, "Tôi không dám." Cô ấy vỗ tay, Lạc Trường Sinh và Hanami Sukihime và Shimizu đã đi vào, không ai bị thương gì. Anh ngạc nhiên nói, "Hanami, có chuyện gì vậy?" Hanami Sukihime "Anh Huyền Bình, Beni đưa bọn em đến đây xong thì đối xử rất tốt, đã thế còn chữa trị cho bọn em nữa." Ngô Bình, "Nhưng Mio bị thương rất nặng." Benny nói, tôi rất xin lỗi, tôi làm vậy để thử y thuật của anh. Ngô Bình nổi giận, đánh người của tôi bị thương để thử y thuật của tôi ư. Cô to gan nhỉ. Láo, các cao thủ ở xung quanh xuất hiện, ai nấy đều tức giận nhìn Ngô Bình. Tuy đã bị khống chế, nhưng không sợ hãi chút nào. Benny quỳ xuống nói, xin anh bất giận, tôi sẽ dâng bảo bối để đổi lấy sự tha thứ của anh. Thuộc hạ của cô ấy cầm một chiếc hộp gỗ đến, cô ấy mở ra rồi đưa cho Ngô Bình. Ngô Bình nhận lấy xem thì thấy là một món pháp khí như la bàn nhưng phức tạp hơn. Trên mặt có ba kim chỉ nam chỉ vào các hướng khác nhau. Anh nhìn rồi hỏi: đây là gì? Benny, tôi tình cờ lấy được thứ này, hình như nó có liên quan đến Tiên phủ Quảng thành. Tiên phủ Quảng thành, Bạch băng từng cho anh một con cốc ngọc bên trong có ghi cách khai phá Tiên phủ Quảng thành anh hỏi, dùng nó thì tìm được tiên phủ ư? Benny, muốn tìm được tiên phủ thì có mỗi nó thôi là chưa đủ, còn cần sách hướng dẫn, nhưng tôi không có. Ngô Bình nhận lấy cái hộp rồi nói, được rồi, nể mặt thứ này nên tôi sẽ tha thứ cho cô. Benny, cảm ơn. Ngô Bình, tôi có thể trị được chất độc cô mắc phải, nhưng cần có dược liệu. Giờ tôi viết rồi cô nhanh chóng bảo người đi mua về đây. Benny mừng rỡ nói, vâng. Benny bảo mọi người lui ra rồi nhanh chóng đi mua thuốc. Ngô Bình cũng thu bùa chú về vì dùng nó cũng rất tốn sức. Nhưng anh không thu hoan trận lại vì vẫn chưa hoàn toàn yên tâm về Benny này. Lạc Trường Sinh nói chủ nhân định giúp cô ta thật à? Ngô Bình chỉ giải độc cho cô ta thôi mà. Lạc Trường Sinh không ngờ Nhẫn Hoàng Benny lại là phụ nữ. Ngô Bình cô ta không gây khó dễ cho mọi người chứ? Hanami, không ạ, à, cô ấy cũng khá khách sáo với bọn em. Ngô Bình, anh định giết cô ta rồi đấy chứ, nhưng thấy cô ta thành tâm hối lỗi nên mới tha mạng. Chương 2419 Nhẫn Giới không thể bì với Côn Luân được. Lạc Trường Sinh ngẫm nghĩ rồi nói, "Chủ nhân, mấy ngày qua tôi đã nghe ngóng được ít tin tức ở đây, cuộc đời của Nhẫn Hoàng Benny này cũng được coi là truyền kỳ đấy." Ngô Bình, sao cơ? Lạc Trường Sinh, Nhẫn Hoàng Beni tên thật là Sanamoba, là tên của mỹ thần trong truyền thuyết. Cô ta cũng là đệ nhất mỹ nữ ở thời Giang Hộ, đến người của Hoàng thất cũng phải thèm muốn. Nghe Lạc Trường Sinh kể xong, Ngô Bình cũng có hiểu biết nhất định về vị Nhẫn Hoàng Nhẫn Hoàng Beni này. Sanamoba học đao từ năm lên 10, bố cô ấy là một cao thủ viêm long lưu lạc ở Đông Doanh. Sau khi nhận được chân truyền thì Sanamoba đã bước trên con đường tu hành. Tư chất của cô ấy khá tốt nên 20 tuổi đã trở thành cao thủ số 1 trong lớp người trẻ tuổi. Khi ấy, có rất nhiều người theo đuổi Sanamoba, cô ấy thấy phiền nên đã bế quan tu hành ở nhân giới. Cứ thế, thực lực của cô ấy tăng nhanh chóng mặt, đã tu hành nhẫn đạo dưới sự dẫn dắt của Ninh Nhẫn Hoàng. Bây giờ, cô ấy đã là một trong các nhẫn hoàng ở nhẫn giới và có địa bàn của mình. Vì mới đến nên thường bị một nhẫn hoàng khác có tên gốt chơi xấu vì thế hai bên thường xuyên xảy ra xung đột chất độc của sanamoba cũng có liên quan đến trận chiến với nhẫn hoàng goto kia ngô bình nghe xong thì thở ơ nói cô ta được như ngày hôm nay cũng không dễ dàng gì hanami vì cô ấy quá xinh nên từng có nhiều nhân hoàng có ý với cô ấy vị nhẫn hoàng goto kia là một trong số đó ngô bình hanami các nhẫn hoàng có địa bàn cố định như ở địa tiên giới không hanami cũng tương tự thế các nhẫn hoàng đều có địa bàn riêng của mình nhưng họ chỉ chiếm một phần rất nhỏ của nhẫn giới thôi hầu hết đất đai ở nhẫn giới đều vô chủ ngô bình hỏi tại sao hanami vì ở đây có nhiều bẫy và sát trận đến nhẫn hoàng cũng không dám tiến vào ngô bình nổi hứng nói tại sao lại có bẫy và sát trận hanami có một truyền thuyết kể là thuở ban sơ thật ra nhẫn giới là một nơi sinh sống của các gia tộc cổ sau này, các gia tộc ấy đều bị truy sát, để tự bảo vệ mình, họ đã thiết kế nhiều bẫy và sát trận ở đây. Chỉ có người của họ mới bình an thông qua được thôi, ngoài ra đều sẽ chết hết. Ngô Bình, các gia tộc cổ ấy còn không? Hanami, họ từng xuất hiện vài lần, nhờ có chỉ dẫn của họ mà truyền thừa nhẫn đạo của Đông Doanh mới có quy mô phát triển như hiện nay. Ngô Bình, vậy là vẫn còn các gia tộc cổ ấy, nhưng họ ít khi lộ diện. Hanami, chắc vậy. Cho nên so về quy mô thì Nhẫn giới không thể bì với Côn Luân được. Bọn họ trò chuyện thêm một lúc thì Sanamoba mang dược liệu vào. Ngô Bình đi vào một phòng khác để luyện thuốc, một lát sau anh đã mang một bát thuốc ra. Chương 2420 nếu anh nhất quyết muốn đi thì để em đi cùng. Ngô Bình để thuốc bôi lên bàn rồi nói với Hanami và Shimizu, lấy thuốc này bôi khắp người cô ấy, cả da đầu nữa. Bôi xong thì cô ấy phải đứng yên trên mặt đất bất động ba ngày sanamo ba cảm thấy mình đang hồi phục nên rất mừng cô ấy dặn thuộc hạ phải tiếp đãi nhóm ngô bình thật tốt trong lúc mình không tiện ra ngoài đồng thời phải đáp ứng hết mọi yêu cầu của anh ngô bình ra ngoài rồi nói với hanami anh muốn đến nơi có bẫy hanami sukihime giật mình anh huyền bình ở đó nguy hiểm lắm anh đừng mạo hiểm ngô bình biết cô ấy lo lắng nên cười nói em yên tâm anh đảm bảo mình sẽ an toàn trở về Hanami Sukihime ngẫm nghĩ rồi nói, nếu anh nhất quyết muốn đi thì để em đi cùng. Vì thế Ngô Bình dẫn cô ấy bay về phía xa. Nhìn từ trên cao, Ngô Bình phát hiện địa bàn của các nhẫn hoàng có ranh giới rõ ràng với đất hoang không có người ở. Ở chỗ đất hoang có cây cối mọc xanh um, dã thú qua lại, không có đường đi. Khu vực mà các nhân hoàng quản lý thì như đô thị, nhà cửa san sát, đường đất đan sen. Hai người đáp xuống ranh giới của đất hoang, Phía trước là bụi cỏ tốt um, đến chỗ chen chân cũng không có. Hanami Tsukihime, anh Huyền Bình, phía trước là nơi hoang dã rồi. Bây giờ rất ít người dám vào đó, chỉ có người đến bước đường cùng thì mới vào đó để trốn kẻ thù thôi. Nhưng chắc cũng chết trong đó hết. Ngô Bình vung tay lên, một đám mây xuất hiện dưới chân họ, sau đó đỡ họ bay lên, mặt đất không đi được thì phải bay thôi. Sau khi bay lên cao, Ngô Bình giảm tốc độ rồi quan sát xung quanh anh bay chưa tới 100 mét thì dừng lại, sau đó nhìn chăm chú vào một cái cây lớn ở gần đó. Cây này cao trăm mét, trên cây được trang bị nỏ tiên, nếu có ai thứ gì bay ngang thì nỏ tiên sứ tự khởi động và bắn hạ kẻ địch ngay. Anh bảo Hanami Sukihime chờ ở đây, còn mình thì tiến lại gần đó. Vù! Ba mũi tên bắn tới, ngô bình hẩy chúng đi, tuy chúng có uy lực khá mạnh nhưng không thể làm gì anh được anh đi tới cạnh cái cây rồi tung trưởng vào thân cây, sau đó lấy một cái nỏ tiên ra. Món đồ này được thiết kế rất tinh xảo, anh đoán nó có thể bắn chất cao thủ cảnh giới linh biến. Anh tìm từ trên xuống dưới thì thấy có 10 cái nỏ tiên cùng 500 mũi tên. Anh cất đi phòng lúc dùng đến. Sau đó, Ngô Bình và Hanami Sukihime bay tiếp, lần này thì họ bay thêm mấy cây số mới dừng lại. Quả nhiên Ngô Bình lại phát hiện ra cơ quan, phía trước có một ngọn núi thấp, có một khẩu đại pháo giấu ở đó. Ngô Bình từng đọc về khẩu đại pháo này trong bộ tạp, muốn khởi động nó thì phải dùng tiền bùa. Nhưng tiền bùa ở thời nay rất quý, ai lại lấy nó để nổ pháo chứ? Mà mỗi lần đâu chỉ dùng một tờ. Anh cố ý bay đến gần đó, quả đạn pháo lập tức nhắm về phía anh. Sau đó mặt đất rung chuyển, một tia sáng lóe lên. Ngô Bình dùng pháp lực ngưng tụ thành lá chắn, nhưng tay anh vẫn không khỏi rung lên và buộc phải lùi lại. Trường 2421 anh nhổ cây đi rồi à? Thấy pháo bùa vẫn bắn về phía mình, Ngô Bình lập tức đáp xuống. Khi anh vừa đáp xuống cạnh khẩu pháo thì không gian xung quanh chợt phát sáng, một sát trận xuất hiện. Rõ ràng, sát trận này được chuẩn bị sẵn dành cho những người có thể né được đạn pháo. Sát trận vừa lóe sáng thì Ngô Bình đã nhìn thấy khuyết điểm của nó, anh búng tay một cái, một tảng đá gần đó đã nổ tung, trận văn tối dần, vì anh đã phá vỡ đầu mối then chốt của trận pháp, khiến nó mất tác dụng. Pháp bùa này hay ra phết, mỗi lần bắn sẽ tốn 5 lá tiền bùa, ngoài ra nó còn có thể bắn thẳng phù bảo ra, nhưng số lượng hạn chế nhiều nhất là 300 miếng thôi. Ngô Bình cất ngay nó vào không gian hắc thiên, vì anh thấy phẩu pháo bùa này mạnh hơn bom đạn hiện đại nhiều. Hơn nữa, người bình thường cũng có thể dùng được, chắc chắn nó sẽ là món vũ khí lợi hại sau khi đi sâu hơn vào bên trong cuối cùng ngô bình đã nhìn thấy linh dược đó là một ngọn núi đá đỏ trên đỉnh núi có rất nhiều cây cùng màu lá cây đỏ như lửa trái cũng có màu đỏ trầm to như mắt rồng nhìn thấy loại quả ấy ngô bình biết ngay nó là xích linh tiên quả thường thì phía dưới nơi quả này mọc ra đều sẽ có tiên tinh xích linh anh khởi động khả năng nhìn xuyên thấu thì thấy phía dưới ngọn núi đúng là có tiên tinh xích linh khối nào to như cái chậu rửa mặt, bé thì như bàn tay. Giá trị của loại tiên tinh này quý hơn tiên tinh bình thường, nó thường được dùng để bày trận pháp, chế tạo pháp khí. Đương nhiên nó cũng có thể dùng để tu luyện. Nhưng so với quả xích linh thì loại tiên tinh này chưa đáng được nhắc đến. Xích linh tiên quả cực kỳ hiếm, dùng nó làm thuốc thì có thể luyện chế được xích linh tiên đan. Loại đan dược này có thể nâng cao lực phòng ngự của tu sĩ nhanh chóng, cơ thể và nguyên thần cũng sẽ mạnh theo thường những người phải độ kiếp đều sẽ chuẩn bị trước một ít xích linh tiên đan. Hiện giờ, có 5 quả xích linh trên cái cây kia. Ngô Bình nhổ luôn cả rễ cây lên, sau đó lấy tiên tinh xích linh ở dưới, còn cái cây thì anh sẽ mang về nhà chồng. Anh vừa đào tiên tinh xích linh xong thì thấy có bốn người khiêng một cái kiệu đến, có một người thanh niên đang ngồi trong kiệu. Mấy người khiêng kiệu trông rất khỏe khoắn, tu vi đều ở cảnh giới linh biến. Còn tu vi của người ngồi trên kiệu hình như ở cảnh giới thần hóa. Trông người đó có vẻ còn nhỏ tuổi hơn Ngô Bình, hắn lười biếng ngồi siêu vẹo, bên cạnh có một cô hầu gái đang cầm quạt quạt cho, một cô khác thì đút nhau cho hắn ăn. Chiếc kiệu rừng gần đó, một cô hầu gái bước xuống rồi quan sát xung quanh, như đang tìm kiếm thứ gì. Sau đó khi nhìn thấy Ngô Bình, cô ấy quay lại kiệu nói, cậu chủ lương, không thấy cây xích linh đâu nữa, hình như bị người ta nhổ mất rồi. Chiếc kiệu nghiêng về đằng trước một chút, cậu thanh niên kia bước ra, sau đó nhìn trái ngó phải nói, mất rồi thật. Hắn nghiêng đầu nhìn Ngô Bình rồi hỏi, anh nhổ cây đi rồi à? Ngô Bình gật đầu, ừm. Um. Cậu lương đó thở dài một hơi, tiên tinh xích linh cũng bị anh đào hết rồi à? Ngô Bình, ờ. Cậu lương hỏi cô hầu gái, mấy cái cây này trồng bao lâu rồi? Chương 2422 ra là cậu Khương sau đó, cậu Lương lại nhìn sang Ngô Bình, nghe thấy chưa, 550.000 tiền báo đấy, anh định trả hết luôn hay trả góp? Ngô Bình liếc hắn rồi hỏi, cây này của nhà cậu chồng à? Cậu Lương, đúng rồi. Ngô Bình thầm nghĩ hắn có gì chứng minh đây là cây nhà mình trồng chứ? Anh đang định phản bác lại mấy câu thì chợt thấy có một luồng sức mạnh rất lớn đang nhắm về phía mình. Anh giật mình rồi âm thầm quan sát xung quanh rồi hỏi, cậu dùng xích linh tiên quả làm gì? Cậu Lương, đó là việc của tôi. Ngô Bình, nếu chỉ dùng để ăn thì phí lắm. Quả này dùng để luyện chế xích linh tiên đan, có tác dụng rất lớn với tu sĩ độ kiếp đấy. Hơn nữa, chỉ cần thay đổi một chút thì nó còn giúp tu sĩ đột phá cảnh giới nữa. Cậu Lương ngẩn ra, anh biết luyện đan à? Ngô Bình, tôi là một thầy luyện đan, nếu không đã chẳng mạo hiểm vào đây tìm dược liệu làm gì. Nghe nói ở đây có một gia tộc sinh sống, cậu là người của gia tộc đó à? cậu lương cười nói đúng không ngờ anh lại là thầy luyện đan ban nãy tôi thất lễ rồi ở bất kỳ đâu thầy luyện đan luôn có địa vị rất lớn vì số lượng cực hiếm cậu lương này lập tức thay đổi thái độ với ngô bình ngô bình trước đó tôi cứ tưởng dược liệu ở đây vô chủ xin lỗi nhé tôi sẽ trồng trả lại và phục hồi hiện trạng như ban đầu cậu lương vội xua tay nói chỉ có mấy quả thôi mà anh cứ cầm đi Ngô Bình không từ chối mà nói, tôi tự giới thiệu, tôi là Lý Huyền Bình đệ tử của tiên phủ thiên võ. Cậu Lương sướng sờ hỏi, cái gì? Anh là đệ tử của tiên phủ thuyên võ ư? Ngô Bình, đúng. Cậu Lương chắp tay nói, tôi thất lễ rồi. Tôi nghe các trưởng lão nói tiên phủ thiên võ là một trong các thế lực hàng đầu của Hồng Hoang, tuy số lượng không nhiều, nhưng đệ tử nào cũng rất tài giỏi. Ngô Bình, tu vi của tôi còn thấp lắm. Cậu Lương cười nói, anh Lý, tôi tự giới thiệu tôi là khương ngọc lương đứng thứ bảy trong nhà ngô bình chào lại ra là cậu khương khương ngọc lương anh lý nhà tôi hiếm khi có khách tới chơi nếu tiện thì mời anh đến ngồi uống chén trà ngô bình là người to gan lớn mật nên đồng ý ngay được thôi khương ngọc lương không ngồi kiệu nữa mà cùng bay với ngô bình hai người bay khoảng chục phút thì đến một đỉnh núi hoa lệ họ đáp xuống thì khương ngọc lương mời ngô bình vào đại viện ở đây có khá nhiều người hầu kẻ hạ, họ lần lượt mang trả bánh lên. Sau khi Hàn Huyên đôi điều, Khương Ngọc Lương nói, anh Lý, không biết anh có luyện chế được quả mà anh vừa hái không? Ngô Bình, được chứ, tôi có mang đồ sẵn luôn đây. chương 2423 anh Lý, xong rồi à? Khương Ngọc Lương mừng rỡ nói, anh chị tôi chuẩn bị độ lôi kiếp, nếu có xích linh tiên đan hỗ chỗ trợ thì sẽ đỡ hơn nhiều. Ngô Bình, lát nữa tôi sẽ luyện đan cho khương ngọc lương cười nói người trong gia tộc chúng tôi đã sống rất lâu rồi nên hiểu rõ về nơi này lắm nếu anh lý cần dược liệu gì thì tôi sẽ cho người dẫn anh đi hái ngô bình tôi nghe nói gia tộc anh đến đây lánh nạn đúng không khương ngọc lương trầm mặc rồi nói nói vậy cũng đúng năm xưa thời buổi loạn lạc tổ tiên nhà tôi bị lẻ thù ở tiên giới đuổi giết cuối cùng đã dừng chân ở đây Ngô Bình, nhẫn đạo mà mọi người bên ngoài học cũng từ gia tộc cậu mà ra à. Khương Ngọc Lương, vì gia tộc nhà tôi ít người nên cần thuê người hầu kẻ hạ, những người đó tìm người làm giúp chúng tôi, còn tổ tiên chúng tôi truyền thụ công pháp đơn giản cho họ coi như trao đổi. Ngô Bình đã hiểu nên không hỏi nhiều nữa, hai bên chưa quen biết nhiều nên hỏi nhiều cũng không hay. Một lát sau, Ngô Bình về phòng luyện đan, Hanami Sukihime ở bên cạnh cô ấy nói anh huyền bình chúng ta đúng là may mắn nên mới gặp được người trong gia tộc này ngô bình lau mồ hôi rồi nói ừ hanami sukihime ngẩn ra có gì bất thường không anh ngô bình hình như có người bày sát trận đáng sợ ở cả nhẫn giới dù tu sĩ thiên tiên có đến thì cũng bị giết ngay hanami sukihime ngạc nhiên tu sĩ thiên tiên mà cũng bị giết ngay ư ngô bình vì thế anh mới đồng ý luyện đan cho hắn bây giờ chúng ta không thể đắc tội với họ được. Hanami Sukihime cười trừ, có sát trận ấy bảo sao họ có thể trốn ở đây. Ngô Bình, để anh hỏi dò hắn về nơi này. Nói rồi, anh lại tập trung vào luyện đan. Nửa tiếng sau, anh đã cầm một bình đan dược ra ngoài. Khương Ngọc Lương đi tới, nhìn thấy đan dược thì cười nói, anh Lý, xong rồi à. Ngô Bình cười nói, may quá, vừa hay là đan dược nhất phẩm. Thật ra, đan dược này xứng là cấp phương phẩm, nhưng để giấu tài nên Ngô Bình hạ nó xuống một cấp. Khương Ngọc Lương mừng rỡ, đan dược nhất phẩm ư? Tốt quá rồi, tài luyện đan của anh Lý đúng là cao siêu, tôi khâm phục. Hắn cầm lấy bình đan dược, sau đó chỉ đổ ra lấy hai viên rồi trả lại hai viên cho Ngô Bình, hai viên là đủ rồi, xin anh Lý chờ tôi một lát, tôi đi rồi về ngay. Khương Ngọc Lương đi rồi, Ngô Bình lại luyện thêm một lò đan dược nữa để sau này dùng. Chương 2424 vậy tôi xin phép. Một tiếng sau, Khương Ngọc Lương vui vẻ quay lại rồi chắp tay nói, "Anh Lý, cảm ơn đan dược của anh, anh tôi vừa độ kiếp xong rồi." Ngô Bình kinh ngạc, anh biết thực lực của tu sĩ càng mạnh thì độ kiếp càng khó. Vào thời Tiên Quốc cũng ít ai độ kiếp nhanh vậy, thường chỉ có thiên tài mới làm được. "Chúc mừng gia đình," anh nói. Khương Ngọc Lương, chị tôi cũng đang độ kiếp, bố tôi muốn mời anh đến gặp. Ngô Bình không từ chối, anh bảo Hanami Sukihime chờ ở đây, còn mình thì đi theo Khương Ngọc Lương. Họ bay thêm một lúc thì đến một quần thể núi, nơi này có địa hình hình xoáy ốc, thung lũng phía dưới có rất nhiều người đang sinh sống. Thung lũng này có các tòa nhà cao lớn đổ sộ, đó chính là nhà họ Khương. Khi đi tới thôn làng, Khương Ngọc Lương giải thích, hầu gái và người làm sinh sống ở đây, sau đó hình thành thôn làng. Hai người đáp xuống trước một cánh cổng, có một người đàn ông trung niên đi ra, người này khoảng 40 tuổi, tướng mạo uy nghiêm, ông ta mặc hoàng bào theo hình con rồng đen. Ngô Bình vừa đến, ông ta đã ra nghênh đón, "Chào thầy Lý." Khương Ngọc Lương giới thiệu, "Anh Lý, đây là Khương Hoa Dương bố của tôi." Ngô Bình chắp tay, "Chào tiên quân." Khương Hoa Dương là một tiên quân cảnh giới bất tử nên Ngô Bình chào hỏi rất lịch sự khương hoa dương cười nói thầy lý khách sáo quá mời vào nhà bọn họ đi vào bên trong khương hoa dương sau người pha trà rồi cười nói tôi nghe ngọc lương nói thầy lý đến từ tiên phủ thiên võ ngô bình gật đầu đúng vậy khương hoa dương tổ tiền nhà tôi từng kể nơi đó là thiên hạ vô địch trong giới võ thuật thầy lý là đệ tử ở đó đúng là khiến người ta ngưỡng mộ khương ngọc lương chắc chắn anh lý từng học tuyệt học của tiên phủ đúng không ngô bình tôi có học một ít nhưng chưa phải cảnh giới cao thâm gì mới chỉ nhập môn thôi khương ngọc lương có thể cho tôi được mở mang tầm mắt một chút không ngô bình gật đầu vậy tôi xin phép anh biết bố con nhà này vẫn đang nghi ngờ thân phận đệ tử của tiên phủ thiên võ của mình vì thế anh đi ra ngoài sân rồi bay lên cao sau đó thi triển lưu tinh quyền loáng cái vô số quyền kình đã bay về phía hòn non bộ ở phía xa ngay sau đó nó đã vỡ vụn Khương Hoa Dương ở phía dưới nhìn rồi sáng mắt lên, sau đó nói với Khương Ngọc Lương, "Ngọc Lương, thực lực của thầy luyện đan này khéo còn hơn cả Tiên Quân rồi." Quyền kinh của hắn đến bố cũng phải thấy sợ. Chương 2425, "Được, tôi sẽ gom đủ." Khương Ngọc Lương rất ngạc nhiên, chờ Ngô Bình đáp xuống rồi mới nói, "Anh Lý là thần quân rồi ư?" Thật ra Ngô Bình là nhân vương rồi, nhưng vốn là người khiêm tốn nên anh không giải thích mà nói, "Đúng." Khương Ngọc Lương không hề che đậy sự ngưỡng ngộ của mình mà nói, bảo sao anh Lý có thể đến tiên phủ thiên võ. Khương Hoa Dương cười nói, thầy Lý, thật ra tôi mời cậu đến đây là có chuyện nhờ vả. Ngô Bình, xin cứ nói. Khương Hoa Dương, tôi đã ở cảnh giới bất tử nhiều năm, lẽ ra có thể đột phá thiên tiên lâu rồi, nhưng tôi muốn đi xa hơn, là đột phá cảnh giới đoạt thiên trong truyền thuyết. Ngô Bình trước mắt nói, đúng là cảnh giới đoạt thiên rất khó khương hoa dương đúng dù tôi đã thất bại nhiều lần nhưng vẫn không cam tâm tôi đọc được trong cổ tịch là có vài loại đan dược có thể giúp tu sĩ đột phá cảnh giới đoạt thiên không biết có đúng không ngô bình gật đầu đúng cảnh giới nào cũng có đan dược hỗ trợ mà khương hoa dương sáng mắt lên không biết thầy lý có luyện chế được không ngô bình giờ thì e là không tu vi của tôi còn thấp muốn luyện chế đan dược cho cảnh giới đoạt thiên thì ít cũng phải ngưng luyện ra nguyên anh đã khương hoa dương mừng rỡ nói vậy là sau này thầy lý có thể luyện chế được phải không ngô bình đương nhiên rồi khương hoa dương cười lớn nói tốt quá với tài năng của thầy lý chắc chỉ vài năm nữa là ngưng luyện được nguyên anh thôi tôi sẽ chờ ngô bình đan dược mà tiên quân cần cần rất nhiều dược liệu quý ông nên gom trước dần đi Khương Hoa Dương vội nói, được, tôi sẽ gom đủ. Ngô Bình viết ba danh sách đưa cho ông ta, chờ khi nào gom đủ thì báo anh. Sau đó, Ngô Bình nói mình cần đi hái ít dược liệu, Khương Hoa Dương đương nhiên vui vẻ đồng ý ngay. Ngay sau đó, Ngô Bình đã được một người dẫn đi khắp nơi để hái thuốc. Trường 2426 chuyện này đơn giản, tôi sẽ làm ngay. Khương Ngọc Lương cau mày, tiếc thật nếu anh ta không có bối cảnh gì thì mình có thể dùng thủ đoạn của gia tộc để chiếm dụng thể chất phi phàm của anh ta rồi. Khương Hoa Dương thở dài, người như cậu ấy thường có vận may lớn, hơn nữa bố cũng không rõ hắn có bảo bố hộ mệnh hay không. Vì thế, tốt nhất là kết thân thôi, mấy ngày tới cậu ấy cần gì thì mình cứ đáp ứng hết. Khương Ngọc Lương, bố, đám người làm bên ngoài bảo dạo này có người đang khuấy động phong vân, chắc có liên quan đến người này nếu đúng là anh ta thì không biết có ảnh hưởng đến nhà mình không khương hoa dương suy nghĩ rồi nói nếu muốn kết thân với cậu ấy thì phải có thành ý con bảo bọn người làm bên ngoài là cậu ấy là khách quý của nhà ta nên không được đắc tội à mà cậu ấy muốn gì cũng phải đồng ý hết khương ngọc lương hay mình cho anh ta một thân phận cao quý ừm con tự sắp xếp đi về phần ngô bình anh đang thảnh thơi đi hái thuốc với nhãn lực của mình, anh có thể quan sát và đoán ra được hai bố con Khương Ngọc Lương không phải người lương thiện. Nếu anh không có bối cảnh là đệ tử của tiên phủ thiên võ, chắc đã bị bố con họ tính kế rồi. Hái thuốc xong mình phải rời khỏi đây ngay thôi, anh nghĩ thầm. Hai ngày sau, Ngô Bình đã hái được vài trăm loại thuộc, sau đó chào từ biệt hai bố con Khương Ngọc Lương. Lúc chia tay, Khương Ngọc Lương đưa cho anh một tấm lệnh bài và nói đó là biểu tượng của Khương Thị có nó rồi thì người bên ngoài sẽ rất kính trọng anh. Ngô Bình không khách sáo mà nhận ngay, sau đó dẫn Hanami Sukihime rời đi. Đến ngày thứ ba, anh đã về địa bàn của nhẫn hoàng Beni. Sanamoba vẫn đứng yên một chỗ được ba ngày rồi. Ngô Bình quan sát rồi bảo Hanami Sukihime đập vỡ lớp thuốc bên ngoài da của cô ấy. Thuốc bôi trước đó đã khô cong, chỉ cần đập cái là vỡ. Các mảnh thuốc vỡ rơi xuống, sau đó Hanami Sukihime đã phải ngạc nhiên hô lên. Thì ra, sau lớp thuốc là làn da trắng ngần như tuyết cùng dung nhan tuyệt sắc của Sanamoba. Gương mặt này khiến Shimizu cũng phải lép vế. Ngô Bình chờ ở bên ngoài, gần 10 phút sau, Sanamoba đã thay đồ rồi đi ra cảm ơn anh, cảm ơn anh. Ngô Bình, đừng khách sáo, nếu cô muốn cảm ơn tôi thì hãy giúp tôi một việc. Sanamoba, xin anh cứ nói ngô bình hanami sukihime là người của tôi sau này cô hãy để ý đến cô ấy cô hãy tuyên bố ra ngoài là hanami sukihime là người thân cận của cô sanamoba chuyện này đơn giản tôi sẽ làm ngay ngô bình gật đầu sau đó cô hãy tiếp tục ngâm thuốc hai ngày nữa sẽ khỏe lại bình thường sanamoba mừng rỡ rồi liên tục nói cảm ơn anh cô ấy chuẩn bị đi ngâm mình tiếp thì bên ngoài chợt có tiếng huyên náo có người vào báo, thưa nhẫn hoàng, nhẫn hoàng Goto lại dẫn người đến tấn công chúng ta rồi. Sanamoba lập tức ra ngoài nghinh chiến. Ngô Bình nói, cô cứ vào ngâm thuốc tiếp đi, để đấy cho tôi. Anh đi ra ngoài thì thấy có một tốp ninja đang xô sát với ninja của Sanamoba. Có một người đàn ông có con người màu xám đang đứng trên không trung với khí thức bức người. Trường 2427 cảm ơn thượng thần. Ngô Bình lạnh giọng quát, dừng tay ngay. Khô Tô lạnh lùng liếc anh, khi thấy tấm lệnh bài trên thắt lưng của Ngô Bình, ông ta chấn động rồi vội đáp xuống rồi quỳ dưới đất nói: "Nô tài tham kiến Thượng thần." "Thượng thần?" Ngô Bình bình thản nói, bảo người của ông dừng tay ngay. Khô Tô lập tức hạ lệnh cho mọi người ngừng chiến. "Ngô Bình, ông biết tôi à?" Khô Tô ngẩng đầu lên nói: "Vâng." "Tôi là ai?" Ngô Bình hỏi. "Khô Tô, người là một trong ba Thượng thần của giáo hóa Đông Doanh." Thượng thần Huyền Thiên. Ngô Bình thầm nghĩ thì ra tấm lệnh bài này đại diện cho Thượng thần Huyền Thiên, nhưng đó là ai vậy? Anh nói, biến đi, không được kể cho ai biết chuyện đã gặp tôi, rõ chưa? Thấy thượng thần không trách phạt, Tô mừng rỡ nói, vâng, nô tài nhớ rồi ạ. À. Tô đi rồi, Ngô Bình về gặp Sanamoba rồi hỏi, ba thượng thần của Đông Doanh là ai? Sanamoba, ba vị thượng thần là theo truyền thuyết thần thoại. Sư phụ của họ là Thần Vô Thượng. Ngô Bình như có điều suy nghĩ, xem ra truyền thừa tu hành của Đông Doanh có liên quan đến Khương thị. Anh lấy tấm lệnh bài ra rồi nói, "Cô biết cái này không?" Sanamoba thấy thế thì vội vàng bước ra khỏi thùng gỗ rồi quỳ xuống đất, mặc kệ trên người đang không mặc gì, nô tỳ tham kiến thượng thần Huyền Thiên. Ngô Bình quay mặt đi rồi nói, "Vào trong đi." Sanamoba vội bước vào thùng gỗ. Nhưng vẫn cúi đầu không dám nhìn Ngô Bình. Ngô Bình, giờ cô biết tôi là ai chưa? Nô Tì biết rồi ạ. À. Ngô Bình, tôi đuổi Gô Tô đi rồi, sau này hai người sẽ không còn xung đột nữa. Vâng, cô ấy nói. Ngô Bình, cô đừng tiết lộ cho ai biết thân phận của tôi, cô có thể nói với họ mình là hầu gái của tôi cũng được. Sanamoba mừng rỡ cảm ơn Thượng Thần. Ngô Bình không muốn ở lại đây lâu nên dặn dò vài câu rồi dẫn lạc trường nầm Hanami Sukihime và Hoshi cùng Shimizu rời đi. chương 2428 truyền kỳ thế nào? Ngô Bình ở lại đông doanh vài ngày giúp lạc trường sinh đột phá điệt tiên. Ông ta vốn ở cảnh giới này rồi nên đột phá cũng dễ dàng, loáng cái đã đến tầng thứ tư rồi. Mio và Hoshi và Hanami Sukihime cũng có sự tiến bộ, sau đó tất cả cùng đột phá lên cảnh giới địa tiên. Ngô Bình còn định đi gặp một người nhưng Lý Mai đã gọi tới, thông báo dạo này khu hưng long làm ăn rất khó, việc gì cũng trục trặc. Cô ấy đã cho người đi điều tra thì biết có người đang gây khó dễ cho nhà họ. Người này chính là hướng hoa viễn thị trưởng mới. Ban đầu, Lý Mai còn tưởng là công ty chưa có chỗ đứng nên đã cho người đi móc nối quan hệ với thị trưởng và thân tín của ông ta. Nhưng sau đó, cô ấy mới biết người nhắm vào mình chính là con trai hướng văn thiên của thị trưởng. Hướng Văn Thiên chưa đến 30, anh ta đang là chủ của nhiều công ty, đồng thời còn là trùm của giới tài chính. Nghe đồn, anh ta rất lắm trò, bố anh ta được như hôm nay cũng nhờ anh ta tác động. Bên Đông Doanh đã ổn, sau khi có thêm cái mác thượng thần huyền thiên của Ngô Bình, không lâu nữa là Lạc Trường Sinh sẽ khống chế toàn bộ Đông Doanh. Chiến tranh thế giới sắp nổ ra rồi, coi như anh bày binh bố trận ở Đông Doanh trước. Nhận được tin xong, Ngô Bình nhanh chóng về nước ngay. Lý Mai và Lý Đông Hưng đều đang ở khu kinh tế mới, tất cả mối làm ăn của nhà họ Lý đều bị gây khó dễ, thậm chí còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến vận hành của công ty. Ví dụ, theo kế hoạch thì họ sẽ dỡ khu biệt thự Đông Hồ để xây lại, nhưng phòng bảo vệ môi trường và phòng kế hoạch đều không cho phép, khiến công trình bị chậm trễ. Tại nhà mới của Ngô Bình Lý Mai cao mày nói với anh, Tiểu Bình, giờ em bó tay rồi đấy. Bên kia mạnh quá, thích chèn là chèn được mình ngay. Ngô Bình, thủ tục của mình có hợp pháp không? Lý Mai, có chứ, để bảo vệ môi trường, chúng ta đã lắp đặt hệ thống phun xương chống bụi. Mọi thủ tục đều xong hết rồi, nhưng lại không được phép thi công. Lý Đông Hưng, nhà thì dỡ lúc nào cũng được, nhưng vài dự án mà mình đầu tư như nhà máy pin, sửa xe và thọc đều không được phê duyệt. Ngô Bình nói, mọi người đừng lo, chuyện này để cháu xử lý. À, cháu mang nhiều món ngon về lắm, mọi người thử đi. Ngô Bình lấy linh quả và thịt thú ra chia cho mọi người, quả vừa thơm vừa ngon, đến Lý Mai cũng phải khen tâm tắc. Khi mọi người đang thưởng thức đồ ăn ngon, Ngô Bình về phòng sách rồi đăng nhập vào trang của thần Huy, anh muốn qua đây để điều tra về hướng văn thiên. Anh đã là thiên sứ năm sao của thần Huy nên rất được chào đón, loáng cái anh đã vào một chủ đề liên quan đến khu Hưng Long. Sau khi vào nhóm, anh vẫn phát tiền theo thường lệ, mọi người lập tức sôi nổi hẳn lên. Mọi người ơi, có ai biết hướng văn thiên không? Anh hỏi. Hướng văn thiên, người này truyền kỳ phết đấy. Ngô Bình, hả, truyền kỳ thế nào? Người đó kể, bố của hướng văn thiên trước kia chẳng được trò chống gì, chỉ là một viên chức nhỏ, tiền đồ tối thui. Đến năm 35 tuổi thì sinh ra hướng văn thiên, từ nhỏ hướng văn thiên đã rất thông minh, 12 tuổi đã thi đỗ hoa thanh rồi, 15 tuổi thì tốt nghiệp tiến sĩ. Sau đó, hướng văn thiên bắt đầu đầu tư và thành công liên tục. Chẳng mấy đã trở thành một đại gia có khối tài sản cả 50 tỷ. Ngoài ra anh ta còn đầu tư vào rất nhiều công ty, đến nay không ai biết anh ta có bao nhiêu tiền nữa rồi. Anh ta toàn qua lại với giới thượng lưu thôi. À, hướng hoa viễn được lên trước cũng nhờ con mình đấy, giờ địa vị cao ngang với chủ tịch tỉnh rồi, thế mới thấy hướng văn thiên mạnh cỡ nào. Chương 2429 Sư Phụ Tôi Là Hỗn Thiên Ma Quân ngô bình ai hẹn hướng văn thiên cho tôi gặp được không một người khác nói trùng hợp thế hướng văn thiên đang ở hải thành để bàn chuyện hợp tác với công ty mà nhà tôi góp vốn vì thế ngô bình nhắn riêng cho người đó để hỏi khách sạn mà hướng văn thiên ở anh biết giờ đi tìm hướng hoa viễn cũng vô dụng vì người gây khó dễ cho nhà họ lý là hướng văn thiên sau khi nghe ngóng về hướng văn thiên anh nghi anh ta là một người chuyển thế vì chuyển thế nên mới là thần đồng và phát triển nhanh chóng như vậy ngô bình chuẩn bị một chút rồi đi tới hải thành khách sạn long tân tại hải thành có một người đàn ông đang đứng trước cửa sổ sát đất trong một căn phòng sang trọng của khách sạn sau đó ngắm nhìn dòng sông cuồn cuộn như có điều suy ngẫm đột nhiên cửa phòng bị ai đó mở ra người đàn ông quay lại thì nhìn thấy có một người thanh niên trạc tuổi mình đi vào anh ta hít mắt lại rồi lạnh giọng hô lên, "Bảo vệ. Người đến chính là Ngô Bình, anh nói, khỏi phải gọi nữa, họ ngủ hết rồi." Người đàn ông nhìn Ngô Bình rồi hỏi, "Cậu là ai? Muốn gì?" Ngô Bình nhìn thẳng vào anh ta rồi nói, "Anh là Hướng Văn Thiên hả? Xem ra cũng trẻ đấy, anh sinh năm nào?" Hướng Văn Thiên trầm mặc rồi ngồi xuống nói, "Nghe nói Vân đỉnh có một người tên là Ngô Bình rất giỏi, quả nhiên không sai." Ngô Bình cười lạnh, anh cũng to gan đấy, dám quấy phá tôi. Có tin tôi móc nguyên anh của anh ra luyện đan luôn không? Hướng Văn Thiên biến sắc mặt cậu. Ngô Bình lạnh giọng nói, anh tưởng tôi không biết thân phận của anh à. Đừng tưởng trước anh là tiên quân mà tôi sợ, dù giờ anh vẫn là tiên quân thì tôi cũng không ngán đâu. Tôi muốn giết anh thì chỉ như dẫm một con kiến thôi. Người tu hành làm gì cũng trực tiếp, tôi mạnh hơn anh thì không cần nói lý với anh làm gì, dùng nắm đấm luôn cho tiện bây giờ ngô bình đang làm vậy hướng văn thiên nhăn mặt rồi trầm giọng nói cậu mà động vào tôi thì sư phụ của tôi sẽ không tha cho cậu đâu ngô bình nói tên nghe coi để tôi xem có mạnh không nào hướng văn thiên hít một hơi rồi nói sư phụ tôi là hỗn thiên ma quân ngô bình sáng mắt lên hỗn thiên ma quân à hay đấy tôi đang bực vì mãi không tìm thấy ông ta đây hướng văn thiên ngẩn ra người khác nghe thấy tên sư phụ anh ta là hoảng sợ rồi toàn thân run rẩy nhưng sao ngô bình lại vui thế anh ta nào biết hỗn thiên ma quân là kẻ thù của kim huyền bạch ban đầu còn có ý đồ với lam nguyệt ngô bình gọi sư phụ anh đến luôn đi tôi chờ hướng văn thiên nhăn nhó mặt mày đương nhiên anh ta không thể gọi được cho hỗn thiên ma quân vì anh đang gặp vấn đề trong tu hành bị ép phải từ bỏ ma đạo và chuyển sang tu tiên vì vậy anh ta không còn là đệ tử được hỗn thiên ma quân yêu quý nhất nữa, anh ta nói ra tên sư phụ mình chỉ để dọa Ngô Bình thôi. Thấy hướng văn thiên không làm gì hết, Ngô Bình cao mày, tôi bảo anh gọi cho hỗn thiên ma quân cơ mà, không nghe thấy hả? À? chương 2430 à, anh kết hôn chưa? Hướng Văn Thiên hôm nay gặp đối thủ rồi nên thở dài nói, tôi xin lỗi vì những chuyện đã gây ra cho nhà anh. Chát. Ngô Bình tát cho anh ta mốt phát, Khiến một bên mặt của Hướng Văn Thiên đau nhức, răng rụng lả tả, máu tươi ứa ra, còn anh ta thì bay ra xa rồi đập mạnh vào tường. Hướng Văn Thiên bị đánh cho ngu người, đầu óc quay cuồng. Ngô Bình bước tới rồi móc nguyên anh của Hướng Văn Thiên ra. Nguyên anh gào thét vào vùng vẫy kịch liệt. Anh nhìn nó rồi nói, nguyên anh của anh đã không còn khí tức ma đạo nữa, anh chuyển sang tu tiên rồi à? Hướng Văn Thiên hét lên, đừng giết tôi. Xin cậu đừng giết tôi. Ngô Bình, lúc động đến tôi, anh không nghĩ đến hậu quả à? Hướng Văn Thiên run rẩy nói, tôi sai rồi, xin cậu tha cho tôi. Ngô Bình ném trả lại nguyên anh cho anh ta rồi nói, quỳ đấy. Hướng Văn Thiên quỳ tại chỗ rồi cúi đầu xuống, lúc này, anh ta đang vô cùng hối hận, nếu không phải mặt quá đau rồi thì kiểu gì anh ta cũng giơ tay lên tự vả vài cái, sao anh ta lại chọc vào vị sát thần này chứ? Ngô Bình nói đi, tại sao anh lại nhắm vào nhà họ Lý? Hướng Văn Thiên, tôi nhờ người đẩy bố tôi lên làm thị trưởng mới của khu Hưng Long, người đó đưa cho tôi một danh sách công ty ở đây. Xem xong thì tôi phát hiện có rất nhiều sồn ti liên quan đến cậu và nhà họ Lý. Tôi thấy chuyện này rất lạ nên mới cho người điều tra. Bây giờ mới biết nhà họ Lý quả là mạnh, đã bày binh bố trận hết ở đây rồi. Còn cậu cũng là một nhân vật máu mặt, đầu tư lớn ở nhiều quốc gia. Ngô Bình, nói tiếp đi. Hướng Văn Thiên, mấy năm qua tôi làm ăn rất thuận lợi, ỷ mình có ma quân chống lưng nên coi thường người khác. Thấy nhà cậu kiếm được nhiều tiền quá nên tôi muốn chen chân, vì thế mới cố ý cho người gây khó dễ cho công ty của nhà cậu. Ngô Bình cười lạnh nói, với thực lực và tài chính hiện giờ thì đúng là anh có thể hãnh diện với đời, nhưng tiếc là anh lại gặp phải tôi. Vì tôi chỉ tát một phát thôi là anh chết lăn quay ra rồi. Hướng Văn Thiên biết Ngô Bình không hề khoác lác, mà đó là sự thật. Ngô Bình, giờ anh tính xem tôi nên xử lý anh sau đây. Luyện hóa nguyên anh của anh rồi biến anh thành con rối, sau đó cướp hết tài sản của anh à. À, anh kết hôn chưa? Hướng Văn Thiên tái mặt rồi run rẩy nói, tôi mới kết hôn năm ngoái, giờ có một con gái năm tháng tuổi. Ngô Bình thở dài, đáng thương quá, đứa bé mới năm tháng đã mất bố rồi, còn vợ anh chắc phải tái giá thôi. Chương 2431 anh biết mình cần làm gì rồi chứ. Hướng Văn Thiên, Hỗn Thiên Ma Quân có một món pháp bảo tên là Hỗn Thiên Nghi. Ngô Bình, Hỗn Thiên Nghi ư? Nó có tác dụng gì? Hướng Văn Thiên, đó là một món bảo bối có thể tìm ra khuyết điểm của công pháp và sửa đổi khuyết điểm đó. Ngoài ra còn có thể phát hiện vấn đề trong cơ thể người và điều chỉnh. Ngô Bình ngạc nhiên hỏi, có loại bảo bối vậy ư? Hướng Văn Thiên gật đầu nói, hỗn thiên ma quân vốn là một tu sĩ không theo quy trình, còn chưa đột phá nhân tiên. Chính nhờ hỗn thiên nghi nên ông ta mới liên tục sửa đổi công pháp và ngày càng mạnh hơn. Nhưng ban đầu ông ta chỉ tu luyện một công pháp ma đạo cấp thấp hơn, nó đã hạn chế thành tựu của ông ta. Tuy vậy, nhưng bây giờ ông ta cũng là một trong các tu sĩ mạnh nhất ở Côn Luân rồi. Ngô Bình, hỗn thiên ma quân có món bảo bối ấy rồi tại sao vẫn chưa phi thăng? hương văn thiên ông ta tu luyện ma công nhưng nền móng không vững nên không thể đột phá được tuy nhiên ông ta đã lên kế hoạch tự hủy tu vi để tu tiên lại từ đầu rồi ngô bình ông ta muốn bỏ ma đạo để tu tiên à hướng văn thiên đúng thế côn luân không có nhiều công pháp cho ma đạo trong khi đó công pháp tu tiên mạnh mẽ lại rất nhiều ngô bình anh nói cho tôi biết chuyện này để tôi đi cướp hỗn thiên nhi à Hướng Văn Thiên, tôi đoán Hỗn Thiên Ma Quân chắc đã tự phế tu vi để tu tiên lại từ đầu rồi. Tôi có thể giúp cậu trộm Hỗn Thiên nghi. Ngô Bình, anh làm được ư? Hướng Văn Thiên, đúng, người mà Hỗn Thiên Ma Quân tin tưởng nhất là người Tình Nguyễn Ngọc. Chắc chắn cô ấy biết ông ta đang ở đâu, tôi sẽ bảo cô ấy dẫn đi tìm Hỗn Thiên Ma Quân. Ngô Bình nhíp mắt hỏi, tại sao cô ấy lại giúp anh? Hướng Văn Thiên tỉnh bơ nói, cô ấy là người phụ nữ của tôi. Ngô Bình cười nói, anh cũng to gan đấy, dám ngủ với cả bồ của sư phụ mình. Hướng Văn Thiên nghiêm túc nói, chúng tôi yêu nhau thật lòng, Nguyễn Ngọc không hề có tình cảm với lão già kia. Ngô Bình, anh có vẻ hận hỗn thiên ma quân nhỉ? Hướng Văn Thiên, đương nhiên, lão già đó không chịu cho tôi dùng hỗn thiên nghi, nếu không tôi đã chẳng bị tàu hỏa nhập ma. Hừ, ông ta sợ tôi mạnh hơn mình nên không muốn để tôi tiến bộ ngô bình dạy đệ tử thành tài thì sư phụ cũng thiệt thân dã tâm của anh quá lớn hỗn thiên ma quân để phòng anh cũng phải thôi hướng văn thiên không dám phản bác nhưng vẻ mặt của anh tỏ rõ sự không đồng tình với câu nói của ngô bình ngô bình ngẫm nghĩ rồi nói được rồi vài hôm nữa anh hãy dẫn tôi đi tìm hỗn thiên ma quân nói rồi anh vẽ một bùa chú trên không trung anh đập bùa chú đó vào đầu hướng văn thiên sau đó anh ta thấy nguyên anh của mình bị bó chặt rõ ràng anh ta đã bị hạ bùa chú. Ngô Bình, tôi đã hiểm bùa chú sinh tử vào người anh, chỉ cần tôi niệm chú là anh chết ngay. Hướng Văn Thiên vội nói, nhất định tôi sẽ nghe lệnh của tiên sinh, cậu bảo tôi làm gì tôi sẽ làm nấy. Ngô Bình, anh biết mình cần làm gì rồi chứ? Vâng, chương 2432 cảm ơn. Ngô Bình rời khỏi khách sạn, anh đang định về nhà thì nhìn thấy một áp phích quảng cáo trên đường thì ra bộ phim mà anh tham gia đã quay xong và chiếu rồi đây là bộ phim đầu tiên của anh anh rất muốn biết cảm nhận của khán giả cũng như đánh giá của họ về nhân vật phản diện của mình nên đã mua một vé ở dạp chiếu phim gần đó người đến xem phim thường đi cùng người thân hoặc người yêu chưa đi một mình như ngô bình thì ít còn một tiếng nữa thì phim mới chiếu nên anh tìm một quán trà rồi lấy trà của mình ra nhờ nhân viên phục vụ pha cho sau đó anh vừa ngồi uống trà vừa chờ phim chiếu anh chụp một bức ảnh tấm vé xem phim rồi đăng lên mạng. Loáng cái, đã có rất nhiều người vào bình luận. Wow, Tiền Bối cũng có thời gian đi xem phim ư? Ngưỡng mộ quá, đó là Diệp Huyền, anh ta dạo này đang vất vả tu luyện và kinh doanh công ty nên không có thời gian để nghỉ luôn. Anh Ngô, phim của chúng ta có doanh thu tốt lắm, đây là bình luận của Lâm Băng Tiên. Anh Ngô, giờ anh là diễn viên phụ triển vọng nhất cho giải thưởng quốc tế anh có thời gian đi nhận giải không, đó là Trần Lăng Sương. Anh ơi, em cũng muốn đi xem phim, Ngô Mi cũng góp vui. Ngô Bình đang trả lời bình luận của mọi người thì chợt nhận được một tin nhắn của Nhậm San San, nhà em gần chỗ anh xem phim lắm đấy, anh đi một mình à. Có cần bổn cung đi cùng không? Ngô Bình trả lời, đến nhanh còn kịp. Một lát sau, Nhậm San San đã xuất hiện ở quán trà. Hiện giờ, cô ấy đã hoàn toàn khác trước, Cô ấy trang điểm và ăn mặc đẹp hơn nên khiến Ngô Bình cũng phải chố mắt ra nhìn. Cô ấy vẫy tay, "Này, gặp anh khó thật đấy." Trước đó, Nhậm San San định hẹn Ngô Bình đi ăn, nhưng anh đang ở địa tiên giới nên không đi được. "Ngô Bình, anh mới đến Hải Thành có chút việc, tiện thể xem phim anh đóng luôn." Nhậm San San tròn mắt nói, "Có anh đóng trong phim á? Sao em không phát hiện ra nhỉ?" Ngô Bình, anh thay đổi tướng mạo nên đương nhiên em không nhận ra rồi. Nhậm san san nổi hứng hỏi, rốt cuộc anh đóng vai nào? Ngô Bình chớp mắt nói, để lát xem em có đoán ra không? Nhậm san san lừa mắt với anh, không nói thì thôi. Ngô Bình rót trà cho cô ấy, uống xong, nhậm san san ngạc nhiên nói, trà gì mà ngon thế? Ngô Bình, trà tiên, nếu em thích thì lát anh cho một lạng. Nhậm san san cười nói cảm ơn. Trường 2433 không ngờ anh cũng biết diễn xuất đấy. Nhậm san san nhận lấy chiếc bình rồi cười nói cảm ơn anh. Vì thể chất có vấn đề nên trước đó nhậm san san rất khét đàn ông, nhưng sau khi ngủ với ngô bình, cô ấy đã hoàn toàn bình thường trở lại. Nhậm san san cất bình thuốc đi, sau đó tỏ vẻ thất vọng nói, em biết ngay chúng ta không cùng một thế giới mà, anh như thần tiên ấy, việc gì cũng làm được, còn em chỉ là một cô gái người phàm thôi. Ngô Bình nắm tay cô ấy rồi nói, san san, sao tự nhiên em lại nói thế? Nhậm san san nhìn bình thuốc rồi nói, em đã từng nghe tên loại thuốc này rồi, là sinh mệnh đan đúng không? Nó đắt lắm đấy, thế mà anh tặng em hẳn ba viên. Ngô Bình cười nói, anh có nhiều lắm, em dùng hết anh lại cho tiếp. Nhậm san san nói, anh có nhiều nhưng em thì không có, đấy là khoảng cách của chúng ta đấy cô ấy nhìn ngô bình em không muốn trường sinh bất lão em chỉ muốn có một người đàn ông bình thường luôn ở bên cạnh mình và thương yêu em ngô bình trầm mặc điều mà nhậm san san muốn rất đơn giản và bình thường nhưng anh lại không làm được thấy ngô bình không nói gì cô ấy mỉm cười nói thôi anh đừng suy nghĩ nhiều em chỉ trách móc chút thôi dẫu sao anh cũng là người đàn ông của em rồi mà ngô bình thấy hơi áy náy anh nói ít nhất thì tối nay anh sẽ ở cùng em Nhậm San San đứng phát dậy rồi nói, còn nửa tiếng nữa phim mới chiếu, đi dạo phố với em đi. Cô ấy là con nhà giàu nên chẳng thiếu thứ gì, chỉ muốn được đi dạo với Ngô Bình thôi. Đương nhiên Ngô Bình không từ chối, miễn Nhậm San San vui là được. Khoảng 5 phút trước khi phim chiếu thì họ mới về dạp. Sau khi vào phòng chiếu thì họ mới phát hiện đã có người ngồi vào ghế mà Ngô Bình mua, anh chọn vị trí chính giữa để xem được trọn vẹn nhất. Người ngồi chỗ của họ là một cặp nam nữ, chàng trai khoảng 30, còn cô gái 20, trên mặt người đàn ông xăm hình một bông hoa trông rất xấu. Ngô Bình vỗ vai hắn rồi nói, anh ngồi nhầm chỗ của tôi rồi. Tên đó lửa mắt nói, biến. Hắn vừa nói dứt câu thì đầu óc đã trống rỗng, sau đó đứng dậy đi ra ngoài, cô gái thấy hắn đi rồi thì cũng vội vàng chạy theo. Người đàn ông đi ra ngoài dạp chiếu phim sau đó cứ thế đứng tự vả vào mặt mình, vừa tắt còn vừa đếm. Một cái, hai cái, ba cái. Cô gái hét lên, sao anh lại đánh mình thế, dừng tay. Nhưng cô ta có kéo thế nào cũng vô dụng, người đàn ông vẫn đứng yên tự vả vào mặt đến khi mặt mũi sưng vù. Sau khi tự vả xong một trăm cái, hắn chợt tỉnh lại rồi nhìn vào cửa phòng chiếu mà lạnh sống lưng, sau đó kéo cô gái chạy mất đi thôi. Lúc này, Ngô Bình và Nhậm San San đang xem phim cùng nhau. Ngô Bình đóng vai phản diện, vai diễn của anh tô điểm khá nhiều cho bộ phim nên được khá nhiều người ở xung quanh khen ngợi. Nhậm san san nhận ra ngay vai phản diện là Ngô Bình, cô ấy cười nói không ngờ anh cũng biết diễn suốt đấy. Ngô Bình chuyện Audio điện tử võ tấn bền hết tập 61